Con xin thọ trì tâm quy và bát quan trai giới đây vân dự hành theo cho được sự lợi. Dạ, con xin sám hối, dạ con sai rồi. Dạ, hôm nay là ngày 21 chứ không phải ngày. Dạ, con xin thọ giới lại ạ. U ca sa ma văn văn tê vi sum vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo đề vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dạm bi ma văn hoành tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo đề vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì ta tỳ giảm bi ma văn phần tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo đề vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con và sa thú lành thai. Con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Xin chào sư Nhật Quân, sư Không Nhật, sư Meta, sư Trăng Thư, sư Thi Lâm, các vị đạo hữu Ngộ Chân, đạo hữu Mai Lộc, đạo hữu Tính Pháp, đạo hữu Chùa Thế. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới để đọc toàn pháp thân. Bụt đăng sa đăng gai chi ha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Phật. Đồng băng sa đăng gai chi ha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn sa đăng gai chi ha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy tăng. Đức Di Ông Bi Bồ Tát Sa Năng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đức Di Ông Bi Đắc Mang Sa Năng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đức Di Ông Bi Sang Khang Sa Năng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin tăng. Lần thứ nhì, Đức Di Ông Bi Bồ Tát Sa Năng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Tạ Ti Dâm Bị Đắc Mang Sa Năng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Tạ Ti Dâm Bị Sang Khang Sa Năng Ca Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba, Bụt đăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thọm măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sẵn khăn sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Rồi thì giảm bi bụt đăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Bụt Tỳ Giảm Bi Thâm Măng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi,
con đồng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Rồi thì giảm bê sang khăn sa ra năng gói trả mê. Con đem hết đồng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Tại thì giảm bê bất đẳng sa ra năng gói trả mê. Con đem hết đồng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tập thì giảm bi thâm măng sa ra năng gác cha mê. Con đem hết lòng thành kính xin vi pháp lần thứ ba. Tập thì giảm bi sân căng sa ra năng gác cha mê. Con đem hết lòng thành kính xin vi tăng lần thứ ba. Thì sa ra nó cái hạt năng lịch thị tăng A quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về là mình đi sẽ khó với thằng sa ma di nhau bị còn xin mấy những điều học là quy tánh xa sự sát sanh a định na đa na về là mình đi sẽ khó với thằng sa ma di nhau bị còn xin mấy những điều học là quy tánh xa sự trộm cắp cả mê sụp mịt giá cha ra về ra mặt đi sẽ khó bất đơn xâm mạng giao mê. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mụ xa hoa đam. Về ra mặt đi sẽ khó bất đơn xâm mạng giao mê. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự dối sự là mê ra nhâm mạnh cho ba mai đất hà nam. Về là mình đi sẽ có bất thân xâm mạng đi giam mê. Còn xin mời dự dự học là quy tránh xa sẽ dự uống rượu và các chất say. Mana tì bà ta về ta mạng đi sẽ khả bất đăng xâm mạng đi giam mê. Con dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na về tam mani sikha ba đăng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara về tam mani sikha ba đăng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự tà hành. Usawada về tam mani sikha ba đăng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự nói dối. Surame rayamatcha mamadathana về ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự dễ vui uống rượu và ca chặt say. Nghiệp mai nị bằng chả sẽ khả bạc đá nị xa tu cần cả tu á ngập bá mai đề nê nị chả cả lăng xâm mạ rực kỳ tạp băng. Khi Phật tử sau khi tỏ trì tâm quy của ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải ra mấy dự hành theo cho được trong sạch đựng có dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sukatin yonti, sile na pukasam badan, sile na niputin yonti tasman, silang iso thác diêm. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang, cũng nhờ dự giới thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cây cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Xá thu lành thai ua ta măng ghê na văn đê hăng ba đà phạm xung và ruột ta măng buộc thể vô khá lý tổ đô sâu buộc thô khả mà tu tăng mà măng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamangê na vanh đê hăng thăm anh cha đô vi thăng và răng thăm mê vô khâu đô sâu thăm mô thăm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp học các tội vô bảo. Cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangê na vanh đê hăng sang khanh cha đu y tho ta măng sang khê vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo. Cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Phật Sapa Mangalang Rakhandu Sapa Devata Sapa Buddhai Nupave Nisada Sothi Phuvandu Te Phuvatu Sapa Mangalang Rakhandu Sapa Devata Sapa Thammai Nupave Nisada Sothi Phuvandu Te Phuvatu Sapa Mangalang Rakhandu Sapa Devata Sapa Sankai Nupave Nisada Sothi Pháp Quân Tụ Tên, tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư Thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Tê át thần lạc tha su kỳ tà vô rôn hà bô thát sa thân nê a rô ga su kỳ tà hô thát sa hạt sắp bê. Hị nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành độ để vào thiện căn. Dù mấy lần từ đây cho đến siêu thăng, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân viên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ ba ai, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện tam định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đạt, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chích của sanh lá cầm măng ca tập băng khi đi dặn mà ca ai dê nà quả cha manh tí đây su gà tặng ca tăng dê sa san ni nô a thị đề cho sa ta san ni nô ca tăng buồn nhà pha lăng mày hằng sa pê pha ghi pha quan tu tệ dê tăng ca tăng sư quý đi tăng điện năng buồn nhà pha lăng mà dạ dê cho ta thành là cha năng thì để qua ganh to ni dê đại dâm sa pê lô cầm thì dê sa ta chi quan ta ra hê tu ca mà muôn năng phô năng sa pê la phan tu mà ma chê ca sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thì làm thiên cùng là bằng trời vô thượng được mà hưởng an phước con hội hưởng dân
ban chúng sanh ấy biết hoàn toàn đánh thâu à, bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mạch nhai à, có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung à, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca khởi nhờ thọ thực sanh mạng trường thâu phước báo cung dường hòa thành thực phẩm mùi hương thọa lầm. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy giới đến hàng Phật tử của chúng nữa. Chúng Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng thầy trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Bác. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Phạm Phượng Lâm Nhật Bình hết hồn. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Điêu Tâm cùng chư Tôn Đức cửa Quan Lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư trước khi thỉnh ngài Điêu Tâm lên thử âm thanh. Và Nhật Bình cũng xin quý vị chuẩn bị cho những câu hỏi có thể cầm mít và có thể chết chát ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bút Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bút Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Thamma Đề Sanna Ya Chana Gatha Ramma Cha Lo Ka Thi Ba Ti Saham Ba Ti Ka Tan Cha Li An Thi Wa Rang Ya Cha Ha Sản tì thà sát tập bà ra chấp khà cha tí ca đệ xê tu thầm măng à nụ cầm bi măng ba chăng sa thầm mà phê ri vi đá danh cha ca giang suột tành cha băng thăng à thi thầm ma chậm măng à cô ta dành tơ ta tu sát ta đăng đăng bập bờ thà nây dê bà đi xa cha mát chê phạm thiên vẫn ngậm mùi khẩn khoảng Phật nhận linh chẳng dĩ hơi à, việc lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lọc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là Nhôm Kiều Trận Như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mắt 40 năm hấp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích thần còn năm vừa ăn phổ cập đám mưa lành khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp tối đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi à, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Hóa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hóa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hóa Tô A
Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cận sinh nam sinh nữ trong đạo tràng, nghi ông quý vị nghe tiếng chung rồi đó. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con nghe âm thanh của Ngài rất tốt ạ. Dạ, cảm ơn Phạm Phượng. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh của Ngài Liễu Tâm có tốt không ạ? Có nghe rõ không quý vị? Cho xin một tín hiệu đi. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, Phạm Phượng nghe âm thanh Ngài rõ. Ngọc Hân cũng nghe âm thanh Ngài rõ. Nghĩa là âm thanh của Ngài tốt rồi. À, cảm ơn. Giang Nhất Hạ cũng nghe âm thanh của Ngài rõ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, bây giờ thì quý vị đã nghe được âm thanh Ngài rõ ràng rồi. Kính mời bàn tay quý vị, cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ, để bữa nay coi Nhật Quỳnh nhìn ai có thể làm thị giả cho Ngài để Nhật Quỳnh mời. Dạ, không có thấy vị nào thường cầm mít để làm thị giả cho Ngài. Xích Kim có thể làm thị giả cho Ngài được không, Xích Kim? Nếu Xích Kim có thể làm thị giả cho Ngài được thì kính mời bàn tay Xích Kim ạ. Mời Xích Kim có thể lên đặt câu hỏi đầu tiên cũng như làm thị giả cho Ngài luôn ạ. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, vậy là Xích Kim im ru. Dạ, quý vị trong đạo tràng có câu hỏi không ạ? Có những câu chết chát không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À, có thể chát lên và có thể đưa bàn tay ạ. Dạ, con chưa có thấy câu hỏi của ai, con xin hỏi Ngài một câu ạ. Dạ, bạch Ngài, con học bài kinh Trường Bộ 10 pháp cần biến tri. Chi pháp là thân xứ cảnh xúc. Thì con nghe quý giảng sư kể là có những cái hình dáng mà thô kệch xấu xa, ví dụ như một cái chúng sanh sanh ra cõi người đi, mà có những cái hình dáng thô kệch xấu xa. Câu hỏi của con bạch Ngài, hàng Phật tử chúng con bây giờ mình tu tập cách gì để có thể sau này tránh được cái cảnh mà mình phải tái sanh lên những cái hình ảnh mà thô kệch xấu xa. Con cung thỉnh Ngài chỉ dạy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, con đường mà sanh về cõi nhân thiên thì đó là con đường ngũ giới. Ngũ giới bất trị thì nhân thiên lộ triệt. Thành ra mình giữ ngũ giới trong sạch thì mình sanh ra có đầy đủ hết. Chứ còn nếu mình không giữ ngũ giới hay là mình phạm cái nào mình làm nhiều á, ví dụ như điều thứ năm mà mình cái tối ngày say sưa rượu chè bè bé thì kiểu sao bảo đảm, nghĩa là người phải người rồi, lúc nào cũng gật trên người, vừa khùng vừa điên này kia ông sâm, hỏi quý vị biết say sưa mặt mày nó như thế nào thì sau này sao nó người nó cũng mặt mày cũng vậy, hoặc là mình hành hạ chúng sanh bằng cách mình cắt tay cắt chân thì sau này mình sanh cái lòng người thì nó cũng bị khuyết những cái phần như vậy. Nhưng mà mình phạm giới thứ tư, tức là cái giới mình không được trong sạch, sau này mình ra mình nói thật sự, mình có nói câu thật sự là đúng như chánh pháp Đức Phật dạy, nhưng mà người nghe thì cũng thấy mình điều duyên bởi vì mình phạm cái giới trong kiếp này. Đại khái nằm ở giới đó mình giữ trong sạch thì kiếp sau mình có được những cái điều mà mình mong ước, không cần hóa nguyện gì cả, bởi vì mình tạo nhân đúng là mình sanh nó về cõi nào thì nó cũng được như vậy. Thế là đó là những cái chuyện mà mình làm. Mình muốn được có giàu sang quyền quy thì quý vị coi trong 10 phương pháp tạo phước đó, đa xạ kỳ gia quá tụ đó, thì quý vị làm cái đó là trước sau quý vị cũng vậy. Ví dụ quý vị hay giúp đỡ người ta, nghĩa là phước phục vụ đó, thì sau này quý vị là người mềm mại dễ thương, hay là được cái hành động nào cũng có người đứng gần để có thể giúp đỡ này kia, mình bố thí thường thường này sau này mình không sợ
nghe, nghèo đói này đó, đó là những cái nó đều có cái quả hết. Thành ra cái gì tối thiểu cũng phải tam quy ngũ giới cùng 10 phương pháp tạo phước thì làm theo điều kiện. Còn mình nói mình là cái điều kiện mà không thể giữ giới được, cái chuyện đó không ra, mình không muốn giữ thôi, muốn giữ phải học cho nó đầy đủ chi pháp đàng hoàng là mình giữ nó mới được trong sạch, chứ còn nếu không mình giữ nó cũng không được trong sạch. Dù như mình cái giới khẩu của mình cái Phật dạy rồi, nếu nói đúng theo lời theo chánh pháp thì nên nói, mà không nói thì đừng có nói giỡn, nói này nói nọ này kia, ăn nói phi thời, thì sau này thì mình phát ngôn thì thuộc loại người vô duyên chẳng thể nào tránh khỏi đó. Đó là những cái điều mà chúng ta nên cẩn thận ngăn học theo giáo pháp Đức Phật, hành cho nó đúng, thì sau này mặt tài mùi lưỡi thần ý đều được nghĩa là thoải mái, cái đôi trước đôi mắt người nhìn chứ khỏi phải lo gì cả. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, sa thủ con thành kính chị, những lời ngài chỉ dạy con xin ghi nhớ để cố gắng tu tập. Dạ, con kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy dạ. Và một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời bàn tay quý vị cũng nhờ những câu chết chát. Và nếu vị nào có ngại điều gì đó có thể BM qua Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh cũng sẽ hỏi sẽ bạch với ngài để ngài giảng giải để cho Nhật Quỳnh được học. Tại vì tất cả những câu hỏi trong đầu tràng mà do ngài giải thích thì Nhật Quỳnh sẽ học được những điều hay trong giáo pháp. Nhật Quỳnh kính cảm ơn những câu hỏi ạ. Kính chào Diệu Minh cùng quý đạo hữu vừa vào đầu tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con cũng chưa thấy câu hỏi. Dạ, không biết bây giờ câu hỏi này có hợp thời nữa không? Tại vì câu hỏi này con hỏi cái con định hỏi cái lúc mà còn trong mùa dân y, mà bây giờ hết cái mùa dân y rồi, không biết là con hỏi có hợp thời hay không. Dạ, không thì thôi, con nghĩ là con không hỏi đi, con nghĩ là nó không còn hợp thời nữa, tại vì đã qua mùa dân y rồi. Dạ, con ban ngày chỉ dạy cho con, tại vì con nghe có một người nói như thế này nè, mình là một vị tu sĩ, mình cũng là một người nhạc sĩ để đưa những cái bài pháp. Dạ, con thấy câu hỏi của cây lá dứa hả, phải không, cây lá dứa. Nếu Nhật Quỳnh đọc sai thì cho Nhật Quỳnh tín hiệu để Nhật Quỳnh sửa lại nha. Dạ đúng rồi hả? Dạ cảm ơn cây lá dứa. Dạ bạch ngài, con nghe nói người có tâm sân thì nên tu tập tâm từ, nhưng theo con nghĩ khi mà người đã nóng giận quá thì làm sao phát triển được tâm từ, muốn tu tập thì khởi đầu từ đâu? Nam mô Bích Hai giá. Dạ con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, muốn tu tập thì khởi đầu bậc thượng ngay từ bây giờ, chứ đợi lúc sân rồi mới tu tập là tập cái gì, phải không? Thí dụ mình biết chắc chắn rằng mình có thể là ở Mỹ hay là ở cái xứ mình không có sông ngồi rồi mình kêu ít khi nào mình đi ngang sông, nhưng mà mình tập bơi nó vẫn tốt hơn là mình không biết bơi. Mình nhớ cái chuyện đó thì tâm từ cũng vậy, có thể mở trong cái cộng đồng người ta rất là tốt, nhưng mà mình cũng phải tập, bởi vì nó có lợi ích, không phải là đối với người mà hay sân hận mà có lợi ích cho cái người mà ít sân hận cũng có lợi ích chứ không phải không. Nên mình cứ tập trước chứ đừng có rễ tới nay mới tập, tới lúc mà sân rồi mới ngồi mà rễ tâm từ, đừng có nói gì mình không phải sân nhiều. Ví dụ như cái người hỏi đó, sân cái người nào đó rồi cái con người thì dạy tâm từ, cái nguyện cho tất cả chúng sanh gì ông sùm đó, học xong rồi tới chừng thấy mặt người đó thì cũng tập rễ tâm từ, nguyện cho tất cả chúng sanh trời con mẹ đó để đều được ăn vui, đều như không, phải không?
ra mình phải tập từ lúc mà mình không có đó. Thôi bởi vì bây giờ mình chưa sân thì mình mới tập để có cái tài sản đó, gọi là mình có cái tâm từ đi chứ. Thì lúc đó rồi mình mới lấy ra nãy được chứ. Còn nếu mà bây giờ mình chờ lúc đó mình mới tập rồi tập làm sao, phải không? Đó. Thành ra bây giờ mình tập từ ngay từ lúc bây giờ nè, tức là không phải nếu mình sân 24/24 này người đó không phải là người nữa rồi. Thành ra bây giờ mình sân có lúc sân lúc không thì bất cứ lúc nào cảm thấy tâm thoải mái thì nên tập cái đó. Tập về từ bi hỷ xả. Phải tìm cái vị đàng hoàng để chỉ cho người ta cái tập. Thì ngồi mà tối ngày cái giống như ngầm thơ nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trải lẫn nhau gì không sao. Mình chỉ nói miệng thôi mà cái tâm mình không tới thì cái đó nó cũng không có năng lực. Mình tập cho nó đúng thì nó có năng lực. Khi nó có năng lực á thì khi mình lúc sân hận mình vẫn có thể dùng cái đó để mình đè nó xuống rồi mình mới làm tiếp cái chuyện rải tâm từ không rải, nhưng mà nhất cái sân cái tâm từ mình có năng lực thì nó đè cái kia xuống được, đè cái sân mình cho bớt. Thì người càng tập tâm từ nó càng có năng lực thì cái sự sân hận nó bớt rất là nhiều, bớt từ từ, chỉ có tới bậc tam quả mới là bớt hết mà thôi, chứ còn mình thì không có để bớt được. Thành ra tập ngay từ lúc bây giờ, tức là lúc mình rảnh rỗi mình nghiên cứu kinh điển thì ta rải tâm từ như thế nào. Thì cái quyển nên tập rải tâm từ là quyển Thanh Tịnh Đạo, là cái về phần mà hành tứ vô lượng tâm thì nó đã nói cũng rất rõ ràng. Nếu dựa theo đó mình tập, lúc nào vui lúc nào khỏe khoắn cứ tập đi, rồi lúc sau này nó sẽ có chuyện để mình dùng nó, mình sẽ thấy cái hậu quả hiệu quả của nó ha. Còn câu Nhật Quỳnh nó câu nào cũng được, chúng tôi nói nhiều lần có lẽ quên. Khi nào cái tâm mình nó thắc mắc bất cứ điều gì thì mình nên tìm tới cái nơi mà có thể thôi mình giải đáp câu hỏi mình nó đầy đủ thì nên, bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào, cái đó là gọi là đúng thời nghe pháp, chứ không phải từ 2 tới 4 giờ mới là giờ nghe pháp, hay là từ 3 giờ tới 5 giờ mới là giờ nghe pháp, không phải đâu mà nên nghe pháp hay là pháp thoại tính pháp gì đó, thì bất cứ lúc nào mình có cái question mà nó hiện ra trong đầu mình á, thì mình gặp cái gì nào có thể trả lời được thì mình cứ hỏi để nó, chứ không phải mình ôm mình lại tới cuối tuần này mới lên chùa hay là lên room để nhờ cái gì đó nói. Thì trong vòng cả tuần đó mình ôm ấp cái đó là tới những lúc mình vô room hay là vô được chùa cái mình quên mất, mình không muốn hỏi nữa thì cũng như không. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính tri ân những lời chỉ dạy của ngài. Nhưng mà thật sự bạch ngài, con nay con không có hỏi ai được hết á. Mỗi khi mà con có thắc mắc gì á, nhiều khi tay con đang làm con cũng phải lật con bỏ tay xuống. Dạ, con chạy đi con ghi trong cái cuốn sổ để tới ngày chủ nhật để dành để đó để hỏi ngài thôi. Còn những ngày thường con không thể nào hỏi ai, xung quanh con không có một người nào để con hỏi được. Và ví dụ như con vào những cái room Phật Pháp con cũng không thể nào hỏi được bạch ngài. Dạ, tại nào việc đó rồi con không có thể hỏi được, chỉ để dành hỏi ngài thôi. Dạ, con rất là tri ân lời ngài chỉ dạy. Dạ, con cũng thật sự là như vậy bạch ngài. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh mời đạo tràng và cảm ơn câu hỏi của cây lá dứa rất là nhiều. Dạ, tại vì loài cây lá dứa hỏi câu này rất là thực tế đời thường, có nghĩa là có thể do đây mình thể tu tập được. Dạ, cảm ơn câu hỏi cây lá dứa. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chát, hoặc quý vị có thể DM cho Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh đọc cho cũng được. Dạ, lúc trưa có một vị thì cho con những câu hỏi nói rất là hay, yêu cầu con là đọc để hỏi ngài, nhưng mà thật sự là con làm không hết việc, làm sao cho lẽ để tới giờ bạn nào có thời gian để phục vụ đạo tràng, con không còn có thời gian mở con mắt ra con đọc nữa. Mà con nghĩ chắc những câu hỏi này rất là hay. Dạ, để khi khác con nghiên cứu rồi con sẽ hỏi ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính mời bằng tay quý vị ạ. À. Dạ, mời những câu chết khác.
Dạ, không có câu hỏi, con tiếp tục con hỏi câu hỏi con lúc nãy. Dạ bạch ngài á, tại vì con đi con có ra cái xe một cái chị kia, chị cũng hay đi chùa đó. Dạ chị cũng hay đi chùa, nhưng mà con lên xe con nghe chị mở nhạc mà nhạc rap nữa, thì con mới nói trời ơi sao yêu đời dữ vậy trời. Sao chị yêu đời quá vậy mà mở mở nhạc rap nghe vậy. Cái đấy mình tu thì mình tu chứ mình cũng phải nghe nhạc chứ, chị nghĩ gì sao vậy. Chị biết không, cái vị thầy đó, dạ con xin không nói tên, dạ cái vị thầy đó mình tu sĩ, mình cũng là nhạc sĩ, mình cũng có thể đem những cái lời ca tiếng hát của mình mà về Phật pháp để mình đem tới người ta. Nhưng mà con thì con không biết nói sao hết, con đính tin con cười thôi. Nhưng mà con nghĩ một điều là con học ở trong trong những cái bài của quý sư giảng, thì nếu mà mình mà đã hai ngày nào mình giữ tám giới là mình còn không được nghe nhạc nữa, huống gì là mình làm nhạc sĩ để mình lấy những cái lời của Đức Phật dạy rồi mình phổ nhạc rồi mình đem lên mình ca hát. Dạ mẹ dạy cho con nghĩ vậy có đúng không, và con có sai thì con sai chỗ nào để con sửa lại ạ. Nam mô Bích Hai giá, con kính dân Bích đến ngày ạ. Nam mô Bích Hai giá kính đặt chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị, thí dụ quý vị muốn trở về bốn cái tòa lâu đài là ngôi nhà cũ của mình thì quý vị hỏi con giữ gì hết. Còn bây giờ ngay cả mình giữ ngũ giới không có cấm cái vấn đề nghe nhạc ca hát, nhưng mà mình nên giới hạn, nếu cần thiết là cũng không nên nghe. Lý do là mình nghe những cái đó cái tâm mình nó dễ vui, làm cho mình mất niệm, thì cái chuyện mất niệm nó cũng nguy hiểm chứ không phải không. Đức Phật nói dạy mình rồi đó, cái câu mà các pháp rồi vô thường đó, không nên dễ vui đó. Thì Đức Phật gần ngày Niết Bàn, ngày dẫn ngày mà lên đường về Cụ Sĩ nó ra để Niết Bàn, ngày dẫn nhắc lại câu đó là không nên dễ vui. Mà khi mình làm bất cứ cái gì mà mình không chú tâm đó, tai làm cánh tay thì làm mà lỗ tai thì nghe đó, thì nói thật sự là cái tâm mình phát sinh nhanh thật đó, nhưng mà mình không thể có đầy đủ niệm trong cả một lần hai việc như vậy. Mà khi không có hai việc như vậy thì thật sự mình làm cái gì nó cũng không có. Thì cái chuyện nếu mà mình cái nào cảm thấy nó vô ích hay là nó làm cho mình dễ vui đó, tức là không có niệm trong được trong lúc đó, thì nên cố gắng nên bỏ. Bởi vì mình lái xe thì mình cần cái niệm để ít có tai nạn xảy ra. Còn bây giờ mình nghe rồi trước sau thì cũng vậy, bởi vì người ta làm một lần hai ba việc, thành ra cái việc gì làm nó cũng đối đầu với cái sự nguy hiểm cả. Thì bây giờ mình cảm thấy mình thích dễ vui thì cứ thích thôi, không ai cấm đó. Bởi cái đó cái quyền, cái quyền đi về bốn ngôi nhà cũ là cái quyền của mỗi người. Thành ra mình muốn không quên được những chỗ đó thì cứ việc tự nhiên nào mà thất niệm. Còn mình người mà cư sĩ nghe là cần sinh nam của sinh nữ đó, thì mình nên cố gắng giới hạn những cái mà không phải lời dạy của chư Phật. Dù rằng người ta lấy lý do là người ta lấy lời kinh của Đức Phật giảng ra để người ta phổ đàn nhạc để cho dễ thấm vào lòng người, cái đó không khéo rồi mình mang cái tội phỉ báng giáo pháp. Đức Phật nói rồi trong Tăng Chi quý vị học, điều ta không làm nói ta làm, điều ta làm nó không làm đó là phỉ báng ta, tức là phỉ báng Đức Phật. Đức Phật không có dạy chúng ta ca hát, chúng ta đem kinh điển ngài ra chúng ta sửa để chúng ta ca hát, đó là chúng ta phỉ báng ngài. Chuyện đó là chuyện lớn chứ không phải nhỏ, nên không nên. Người thường cũng đã nên giới hạn, cho đừng nói tu sĩ là càng không nên. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy cho con hiểu được mình phải giữ như thế nào để không phải là mình phỉ báng lời Phật dạy. Dạ Nam mô Bích Thầy giá. Dạ kính mời quý vị, kính mời bàn tay đầu tràng mời những câu chất chát ạ.
Dạ, sa thú huynh về nguồn cội. Dạ, con xin đặt câu hỏi của huynh ạ. Dạ, huynh nguồn cội cho mắt nhục huynh. Cho chữ nó lớn chút xíu nè. Chữ mắt nhục huynh nó không có được tốt, nên chữ nhỏ nhục huynh đọc không có được. Dạ, con kính. Chạy lấy dưới, chạy lấy dưới chạy chút xíu ha. Dạ, Nhật Quỳnh hỏi câu của Quỳnh về nguồn. Dạ, con kính chào sư cùng đạo tràng. Thưa sư, chỉ dạy về tứ niệm xứ, hiệp thế và siêu thế ạ. Và con xin hỏi thêm về... Con xin đọc câu hỏi lại ạ. Dạ, con kính chào sư cùng đạo tràng. Thưa sư, chỉ dạy về tứ niệm xứ, hiệp thế và siêu thế ạ. Và con xin hỏi thêm về chánh niệm và đề mục của niệm thân, chú tâm đầu cánh mũi phòng xẹp bụng. Nam mô Bích Tha giá, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Trong bài kinh tứ niệm xứ thì quý vị hành từ tứ niệm xứ tới thất giác chi thì là hiệp thế. Nhưng mà khi nào mà ta bác thánh đạo và ta có chi đó, nó phát sanh tức là siêu thế. Rất rõ ràng. Thế là mình tập từ đầu cho tới cỡ nào mà mình ta có chi đạo nó chưa phát sanh cùng một lúc đó thì vẫn là hiệp thế. Bởi vì ta có chi đó nó chỉ phát sanh trong tám tâm siêu thế mà thôi. Cái nhất, cái thứ hai, cái thân thọ tâm pháp, bất cứ cái đề mục niệm, cái niệm nào cũng có thể là cái đề mục của tất cả mọi người, nhưng mà nó dựa vào cái cá tánh. Cái tánh của người muốn hành thiền minh sát nó có hai, nhưng mà thật sự theo nhiều chỗ thì thêm nhưng mà cũng là bốn, tức là hai hoặc bốn tùy theo chỗ. Thành ra tùy theo cái cá tánh của mình mà mình niệm, mình lựa đề mục nào để mình dùng cái niệm, dùng cái sự tinh cần niệm và trí tuệ để làm cái việc đó. Thành ra bây giờ mình chú tâm ở đâu cũng vậy thôi. Bởi vì cái đề mục của thiền minh sát đó, nó là danh sắc. Thành ra nếu mình chú tâm chỗ nào mà cái tâm mình không nắm được cái danh sắc, tức là mà nó chỉ nắm vào chế định đó, thì cái đó chưa phải là thiền minh sát mà chỉ là tập niệm mà thôi. Để tâm vô đầu lỗ mũi để qua sự nhìn cái gì đó chỉ là tập niệm mà thôi. Để tâm ở nơi cái sự phòng gì đẹp chỉ là tập niệm mà thôi. Khi nào có đầy đủ những cái chi pháp tối thiểu thì mình thấy cái gì ở cái đầu lỗ mũi, tức là mình phải phân biệt được trong cái thấy đó, thấy danh chỗ nào thì sắc chỗ nào, rồi là thấy danh sắc. Cái phòng xẹp như vậy, mình thấy cái gì, không phải là thấy cái bụng phòng ra xẹp xuống, phòng xuống thì là chế định mà thôi. Còn cái phòng lên xẹp xuống là cái trạng thái chuyển động của chất gió. Khi nào mình thấy được cái đó thì mới được gọi là mình đã hành thiền tứ niệm xứ hay là thiền minh sát. Ngược lại là chỉ tập niệm mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân lời chỉ dạy của ngài và kính cảm ơn Vinh Cội Nguồn về cùng cội có câu hỏi. Dạ, con đã thấy Vinh cảm ơn sư rồi. Dạ, con xin được cái câu hỏi của cây lá dứa ạ. Thưa ngài, như thế nào là giữ giới và chấp giới? Xin ngài giải rõ cho chúng con hiểu. Vì có người con thấy họ nhìn giữ giới nhưng nhiều người lại cho là chấp giới. Xin tri ân ngài. Nam mô Bích Tha giá, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá, kinh bạch chư tôn hiền giả, kinh thưa chư quý vị. Khi nào quý vị thọ, xin thọ tam quy ngũ giới, thọ giới đó, ngay rồi gặp vị tu sĩ
cái gì ở trên cho quý vị. Đáng lẽ từ chúng tôi nói cơ Bali nhưng mà chắc có lẽ quý vị nghe rồi không hiểu nữa, chúng tôi xin nói tiếng Việt để chúng tôi giải thích. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì khi nào quý vị vẫn có tác ý tránh xa cái sự sát sanh thì lúc đó đang gọi là giữ giới. Còn quý vị không có tác ý tránh xa cái việc làm đó thì không thể gọi là người đang giữ giới. Còn chấp giới là như thế nào? Mình không chịu học đầy đủ chi pháp để học cái gì đó. Rồi mình vô, ông sư nói sao mình lặp lại về, rồi mình nói mình là người đã thọ tạm nguyện ngũ giới, cái đó là chấp giới. Chứ không phải là bởi vì đâu phải có giới đâu, chấp không chấp. Thế nhưng mà đó là chấp, chấp vào cái chuyện mình sinh vậy đó là gọi là mình là người giữ giới, thì cái đó là gọi là chấp giới chứ không phải giữ giới. Còn giữ giới là lúc ngẩng đầu óc mình cũng có cái tác ý tránh xa những năm cái việc làm mà mình đã sinh thọ. Khi nào mình không có cái tác ý đó thì lúc đó không thể gọi là người giữ giới, mà cũng không thể gọi là người có giới, cũng không thể là người gì hết á, giống như bình thường thôi ha, tùy theo tác ý ngày vô đó. Ví dụ như mình, nó không phải nó dễ như mình tưởng nha. Bởi vì sinh thọ giới chưa được gọi là người giữ giới, mà thọ không trúng thì không thể gọi là người giữ giới, mà người giữ giới chưa chắc là người có giới. Anh nhớ, chưa chắc là người có giới. Bởi tại sao là chưa chắc là người có giới? Bởi giới là thành quả giữa pháp học với pháp hành. Pháp hành mà không biết chi là gì, mình chỉ đọc xong cái mình nghĩ là mình đã có giới hay là mình đang giữ giới thì cái đó nó trật lách, bởi vì mình đâu có biết chi pháp đồ này kia xong đâu đó. Thành quả giữa pháp học với pháp hành là như thế nào? Thí dụ giới cái điều thứ nhất. Điều thứ nhất chưa phải là giới, nhưng mà tại vì mình cứ nói riết nó quen. Bởi vì mình đâu xin giới đâu, mình xin gì? Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, là nhớ vậy nè. Chứ mình đâu có nói là con xin vâng giữ giới không sát sanh, phải không? Nếu mà nó có giới rồi không sát sanh là giới gì? Tức là mình đã có cái giới đó rồi mình xin chi? Thành ra giới là phải có tác ý tránh xa cái việc làm đó. Mà khi tránh xa việc làm đó mà biết thế nào là giới phạm, thế nào là giới đức, thế nào là giới hư, thế nào là giới lũng, thế nào là giới này thế nọ đó, thì lúc đó mới gọi là người thực sự giữ giới. Mà khi mà đụng chuyện rồi đó mà mình vẫn giữ được những cái chi đó là pháp học đó, mình giữ đàng hoàng, cái đó gọi là người có giới. Một giới mình đã giữ. Nhiều giới thứ nhất, chúng sanh có thức tánh biết, chúng sanh có thức tánh có tác ý giết, ra sức giết và chúng sanh nó chết, đủ năm chi đó thì gọi là đức giới. Còn mình vẫn giữ cho nó đầy đủ vậy đó thì gọi là người đang giữ giới. Mà giới nó khuyết, nó lũng, nó hư chỗ nào thì như thế nào? Nghĩa là chỉ đức vài chi, còn những chi còn lại ngoái. Thí dụ mình thấy con bò mình muốn lấy nó nhưng mình không chết, mình muốn đập nó nhưng mà mình đập trúng nó đau, nó bay đi, nó không chết, thì cái đó là giới đó bị khuyết, bị hư cái do nào đó. Bởi cái chi nó, cái chi cuối cùng là chết mà nó chưa chết, nó về thành là tùy theo chỗ mình cho đàng hoàng. Thành ra khi nào mình giữ được đủ năm cái đó, khi mình gặp mà mình vẫn giữ được, ví dụ như cái gì hỏi đó, xin thọ xong cái đi ra ngoài, mũi nó nhào lên cái má, nó hung một cái rồi biết chưa, biết xin giới rồi này kia một cái, mình đưa tay mình bóp đứt, mà không phải đứt một giới mà đứt hai giới. Nghe anh nhớ là đứt hai giới. Tại sao gọi đứt hai giới? Trong chánh điện mình mới hứa với ông sư là con xin giữ giới không sát sanh, mà bây giờ mình sát sanh, tức là vừa đứt giới sát sanh và vừa đứt thêm cái giới thứ tư là giới nói dối. Đó. Nguy hiểm lắm, chứ không phải muốn giữ cho nó đầy đủ rồi nó dễ, nhưng mà mình bị nó nhào lên má, nó giật nó không vậy đó, nhưng mà mình phủi bên má anh kia, chứ đừng phủi ngay nó lỡ nó chết, phủi qua cho nó bài thì mình giữ được một giới là vậy đó. Nghĩa là mình biết nó cắn mình không phạm giới nào mà mình để cho nó sống nè,
giống như mình bố thí vậy đó, bố thí máu, một giọt máu đó, thì lúc đó mới được gọi là có được cái giới không sát sanh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân nhà Liễu Tông đã giảng giải cái câu hỏi của cây lá dứa. Dạ. Dạ, con thấy cây lá dứa có thêm một câu hỏi. Dạ, con xin đọc rồi. Nhật Quỳnh sẽ đọc câu của Thính Pháp sau nha. Dạ, vậy bạch ngài, người có tâm từ thì họ có giới không sát sanh không? Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự là cái đó không có gì bảo đảm hết á. Trong khi mình hành tâm từ, mình không có điều kiện, thì mình nói mình lúc đó mình không sát sanh, nói nó không đúng. Bây giờ có những người cả đời họ không có xa xác gì, họ có giới không chưa chắc. Ví dụ người bán thân bất tỏi ngồi xe lăn không làm gì hết, tối ngày người đó chờ mày hạ miệng rồi để cho người ta đút ăn, không có phạm gì đó. Thì không phạm như vậy là gọi là người có giới. Không phải, giới là hành quả với pháp học với pháp hành. Mình phải biết như vậy đó. Thì khi động chuyện mình đủ tư cách để mình quan sát những cái điều kiện đó là mình không làm cái việc đó. Đó. Bởi vì mình hiểu mà thường thường á, nhiều khi mình làm cái việc mà cho chúng sanh khác chết, nhưng mà cái việc nó không có đủ chi để phạm giới sát sanh cũng có, không có nó chết thiệt nhưng mà giờ không có đủ, nhưng mà họ có quả vẫn có vậy. Thường quý vị rảnh vô coi cái chuyện tiền thân Suvanna Sama đó, tức là chuyện đó nói tới Bồ Tát thời cái thời đó là ngài đang hành cái từ tâm ba la mật. Thì kiếp trước ngài hành rất nhiều, tới kiếp đó ngài sanh làm người, ngài hành cái tâm từ qua và trên lúc đó ngài nuôi đại khái là ngài nuôi cha mẹ già trong rừng, mà xung quanh ngài mấy con thú nhỏ nhỏ nhiều lắm, voi đó, không phải voi mà nai rồi này kia đó, tại ngài có tâm từ nó thương ấy đó. Thì tình cờ có ông vua đó, ông đi săn, ông rượt theo đàn nai, thì ông thấy nai nhiều quá, ông mới bắn, nhưng mà tiếc quá, ông bắn dở, tại vì trúng nai, trúng ngài, trúng chị Bồ Tát, phải không? Thì trong chuyện tiền thân đó giải thích là tại sao cái chuyện nó xảy ra, trong khi cả đời ngài không làm gì ác hết. Thì mới biết là kiếp xưa cũng vậy đó, ngài cũng vậy đó, ngài bắn cái hoa, nhưng mà trong hoa nó có con ông. Ngài không có tử về cái việc mà đó, mình đâu có tác ý với nó đâu. Nhưng mà cái quả nó vẫn theo như thường, nó vẫn có cái quả như thường, mà quả nó theo chứ không phải từ mình tử là tôi không có làm gì nó đó. Cái đó tôi vô tình vẫn có thể bị quả như thường, thưa quý vị. Đừng nghĩ là mình vô tình là mình làm chết nó là không sao, vẫn có sao như thường, dầu rằng ban ngày vẫn có sao như thường. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của cây lá dứa, và con cũng thấy cây lá dứa tri ân ngài rồi. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá và Nhật Quỳnh kính cảm ơn câu hỏi của cây lá dứa. Con xin được phốt nhà câu của Thính Pháp ạ. Bạch ngài, sự chú tâm trong lúc lái xe hoặc những sinh hoạt trong ngài có phải là niệm A Tí và có tạo nên công đức gì không ạ? Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch Chư Tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Lúc đó mình, nếu mình có niệm trong lúc mình lái xe vậy đó, cái niệm nó là niệm có cái chế định pháp là đối tượng, tức là nó biết rõ ràng những cái gì mà trên con đường mình đi đó. Còn cái niệm mà mình thường mình hiểu là niệm trong tứ niệm xứ thì nó khác. Tứ niệm xứ là cái niệm đó nó có danh sắc là đối tượng, tức là có thực tính pháp là đối tượng chứ không phải là cái. Nhưng mà khi nào cái niệm nó phát sanh, tức là mình đã tạo phước báo,
và phước báo thì theo cái việc mình làm. Tại vì niệm nó chỉ phát sinh ở trong tâm đại thiện mà thôi. Thì trong lúc lái xe này nọ đó, cái niệm mình nó phát sinh trong cái tâm thiện pháp ly trí. Thiện pháp nó có hai phần, bốn cái tâm đầu thì là thiện pháp hợp trí, và bốn cái tâm sau là thiện pháp ly trí. Thành ra thiện pháp ly trí tức là thiện pháp không có trí tuệ đi thôi đó. Thì cái niệm mình thường thường đó, đời trong đời thường mình ráng mình tập niệm là nó có cái đó đó, cái là khi mà cái niệm nó phát sinh, nó cái lộ tâm của mình vẫn là thiện pháp, nhưng mà thiện pháp thì không có ly trí, thiện pháp ly trí chứ không phải là thiện pháp hợp trí. Còn thường cái niệm ở trong lúc mình hành thiền và còn thiền chỉ hay thiền minh sát gì đó, cái niệm nó đều đi chung với trí tuệ, tức là nằm trong bốn cái tâm đầu tiên trong cái tám cái tâm thiện đó, tức là bốn tâm thiện hợp trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. À, không biết thính pháp còn câu hỏi nào nữa không ạ? À? Có giải đáp thắc mắc của ngài, đã giải đáp thắc mắc của thính pháp được chưa ạ? Dạ thính pháp còn trước máy không? Dạ thính pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có nghe được giải đáp của ngài không ạ? À? Dạ con không hay thấy nhúc nhích, con cũng không biết sao mà cái nít thì còn trong rung. Dạ vậy là khi mà mình lái xe đó, là mình chú tâm vô lái xe là không phải là cái niệm của thiền phải không bạch ngài? Dạ con kính nhân bích đến ngài, ngài giải thích giùm cho con ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ kính bạch chư tôn mẹ, dạ kính thưa chư quý vị, cái đó niệm có chế định là đối tượng lâu hơi niệm trong thiền. Niệm trong thiền là thường thường đi chung với trí tuệ. Khi mình nói vậy chứ thiền á, mình hiểu chứ thiền á là thứ nhất là quan sát đối tượng, thứ hai là tiêu diệt những cái kẻ thù của cái niệm lúc đó. Tức là khi mình hành thiền minh sát thì mình thấy được danh sắc, thì cái lúc đó là nó đè những cái phiền não, chứ làm sao nó không đè được, thành ra nó làm cho những cái kẻ thù của cái lộ tâm lúc đó nó không thể nó phát sinh trong đó được. Đó là những cái chuyện mình nên phân biệt để mình hiểu. Còn mình niệm cái niệm bình thường trong đời sống hàng ngày đó là mình làm gì, biết cái mình đang làm mà không để cho nó có sự sơ hở hoặc ấy. Bởi vì thường nếu mình làm cái đó mà để cho ác pháp nó chung vô được, tức là một trong nhà tâm thiện nó chung được, thường là mình làm nó sẽ bị nhiều cái chuyện trục trặc lắm. Còn nếu mình có được niệm thì nó sẽ được cái phần đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú con kính tri ân ngài giảng giải câu hỏi của con, cũng đã sa thú rồi. Dạ chắc lúc nãy thính pháp bị kẹt máy rồi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ ngài Thích Kim có câu hỏi không, chị Meta có câu hỏi không, Phạm Vượng, Diệu Minh, Thi Lâm, dạ kính mời quý vị ạ. Dạ cảm ơn câu hỏi của Ngọc Hân. Kính bạch ngài, con có một người bạn thái rất tinh tấn hành thiền nhưng có vẻ ít quan tâm đến việc học, như vậy có kết quả không thưa ngài? Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Có thể có kết quả là tùy theo cái tiền nghiệp. Mình học ở đây là học từ tiền kiếp chứ không phải học bây giờ. Nhiều người ta học tới tiền nghiệp học nhiều quá, kiếp này ta học ít mà ta hiểu nhiều, ta có thể làm được nhiều. Giống như mấy cái gì vào thời Đức Phật đó, chỉ cần nghe ngài nói một câu người ta có thể đắc đạo quả được. Được nghe một đoạn pháp nữa, nên ta có thể ta đắc được. Nhưng mà thật ra mình dựa vào đó, nó không học cũng có thể đắc đạo quả được. Mình nói đó nói chơi chứ mình nói thiệt là không có được.
bởi vì họ học nhiều đời nhiều kiếp và họ tạo cái ba la mật chi phước trí nhiều đời nhiều kiếp, nên nghe người ta mới thông hiểu được vậy. Còn mình kiếp nào cũng tu nháp hết, nên bây giờ kinh điển là lời giờ Phật dạy đó, nhiều khi mình ngày nào cũng tụng những bài kinh chuyện pháp luân 38 pháp hạnh phúc gì không, không có ông sư nào tụng dưới cả ngàn lần mà có thấy gì đâu. Tại vì kiếp trước mình tu nháp không, đến này mình có gần bậc thánh cũng như không thôi. Chúng ta nói nhiều lần ngày tèo thời Đức Phật còn tại thế, ngày nào Đức Phật cùng cả ngàn chư thánh tăng đi trị bệnh đó, không như không chừng chúng ta thời đó cũng ở trong cái đám mà để bát để dân cúng vật thực để cho tới Đức Phật cùng chư tăng rồi, nhưng mà cúng là cái nguyện để được này được nọ thôi, nên ra rốt cuộc rồi cái đáng nguyện để rồi có được là trí tuệ mà mình không có nguyện, nguyện để sau này trở thành người đẹp hoàng vũ rồi này kia, trở thành chuyển luân phương gì đâu không, anh ra đi chờ và nấu cho quại với cái đó là phải luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra kiếp này có gặp lại giáo pháp Đức Phật thì cũng giống như người mới tới thôi, thành ra có giống như người mới tới, tức là cái tiền kiếp mình mà mình học ít quá đó, nghe tới cái tiền nghiệp có nhiều đời nhiều kiếp trước mình học ít quá thì kiếp này đó có hành đèn cái máy thì cũng vậy thôi, vô ngồi cho nó có chuyện sau này đi gặp cái gác để nổ rồi, chứ thì là cái kết quả rất là khiêm tốn, thành ra chúng ta phải học mới được. Quý vị lật bài kinh tuyến sứ ra, quý vị nếu quý vị không học thì quý vị biết làm sao mà danh sắc chỗ nào, biết gì gì đâu mà mình hành thiện đến tứ niệm xứ, thấy không? Tâm có tham, biết có tham, không biết tham là gì, làm sao mình biết nó là tham? Sân là gì mình cũng biết, làm sao biết nó là sân? Nếu mà tâm có sân, biết có sân, thấy không? Anh nó phải học những điều kiện đó để biết, chứ không phải là mình cứ nghĩ là thôi không cần, mình gặp đại thiền sư nổi tiếng là mình có nhiều khả năng đi đắc đạo hoặc quả hay đắc cái gì đó. Xin thưa quý vị, thiền sư nổi tiếng là cái đó là thành quả ngày tu tập, ngày cái giỏi cỡ nào giống như như Đức Phật đó, ngài nói rõ ràng ta chỉ là người chỉ đường mà thôi, tức là bậc đạo sư tức là chỉ đường mà thôi, chứ ta không có cổng các người đi tới nơi được. Thì mình cũng vậy, Đức Phật chỉ đường mà mình không chịu đi, mà mình nhờ Đức Phật cống mình thì chuyện đó không thể có được, tức là không bao giờ tới đích cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thấy Ngọc Anh đã kính tri ân ngài rồi. Dạ, sa thú kính cảm ơn câu hỏi của Ngọc Anh. Dạ, con thấy câu hỏi của cây lá dứa. Nguyện rồi làm hay làm mà không nguyện có cùng một hiệu trong thiện pháp, con kính ơn ngài. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính dân minh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn nguyện. Dạ, kính thưa chư quý vị, mình nguyện phải có năng lực gì để mình nguyện, với không mình nguyện là mình phải làm, lỡ mình làm không tới nơi tới chốn mà năng lực đâu mà để cho nó có cái quả, phải làm rồi thì mình mới lấy cái mình vừa làm nó làm cái nhân để mình nguyện. Ví dụ như mình làm cái phước là phước, làm cái việc là bố thí đi, thì nhưng mà có cái gì đó để mình dâng cho ai đó, ví dụ như để bác mấy ông sư đi, thì mình dâng cho ông sư rồi thì mình mới nguyện cái phần phước mà còn làm trong lúc hiện tại đây là cái phần phước này nè. À, xin hãy là mối duyên lành để con được chấm dứt phiền não, hay là con được sanh về cõi đau sức, hay được sanh về cõi nào cõi nào đó, thì mình làm rồi nó có năng lực mới nguyện. Giống như là mình phải có tiền mình mới muốn đi đâu, mình mới ra mua vé được, chứ còn mình nguyện nếu tôi có tiền tại vì tôi đi qua xứ đó bằng máy bay loại đó, bây giờ mình có nguyện cái máy mình không làm vé tối ngày cái loại đi chơi không lấy tiền đâu mua vé với cờ đi. Mình làm rồi được một việc thiện thì mình mới nguyện, còn mình làm việc ác thì không nên nguyện. Bởi làm việc ác là chắc chắn là đi bốn đường ác đạo là vừa. Quý vị để ý những người đi chùa đó, hai người xung quanh quý vị đó làm thiện pháp rồi cái chấp tà ra nguyện quá trời, nguyện nhiều khi cả buổi chưa xong làm thiện pháp.
Nhưng mà mấy cái anh mà làm việc ác á, hay là mấy chị làm việc ác á, sát sanh trộm cắp tài dâm, có bao giờ họ nguyện cho cái việc sát sanh để tôi đi địa ngục không? Hay là nguyện cái sự tài dâm thôi cho kiếp sau tôi đi địa ngục không? Không cần nguyện. Là mấy cái đó là đi liền cho nguyện gì nữa. Nghe thấy nghe thật thở là đi liền có được mà, không cần nguyện cũng đi chứ làm sao không đi được ha. Còn mình làm từ thiện thì sao nguyện? Thứ nhất là nó kích thích cái sự muốn làm phước của mình. Cái thứ hai đó là cái đó đó là một trong những cái điều kiện để mình hướng dẫn nó cho cái quả. Chứ còn nếu không là nó thành cái quả phi thời. Cái quả phi thời dễ hiểu. Thí dụ kiếp làm sanh giàu giống như Bill Gates, bữa buồn buồn ra mua vé số với trúng 20 ngàn nha. Thì đó đối với ổng 20 ngàn là quả phi thời, chứ còn đối với mình 20 ngàn là ngon lắm, phải không? Đó, thành ra mình nguyện là để mình hướng dẫn cái sự cho quả nó đi về đâu, nó đúng thời vào lúc nào. Chứ còn thường thường mình không nguyện, mình sanh vào cái những cái cõi mà nó không có những cái điều kiện ấy, mà cái quả nó lỡ nó có thì nữa thì mình cũng không xài được. Ví dụ như giờ quý vị sanh South Africa đi, mà quý vị trúng số Mercedes thì tiền đâu đổ xăng, ví dụ vậy đó. Thành ra nguyện để cái quả nó đừng có trổ phi thời. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy nhá. Dạ, con thấy cây lá dứa đã trạc sa thú kính tri ân Ngài rồi. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn câu hỏi cây lá dứa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Nhật Bình kính mời đạo tràng nhờ những bàn tay, nhờ những mời những câu chết chát. Dạ, có câu hỏi bí em và cho con. Dạ, con xin post lên và đọc để Ngài chỉ dạy ạ. Nam Mô Bổn Thầy, xin Ngài giảng dạy rõ về Akusala và Kusala, bất thiện và thiện. Nam Mô Bổn Thầy, dạ con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị. Bây giờ hỏi thiện bất thiện cho hồi xưa giờ không biết làm gì. Thực sự là thiện pháp và bất thiện pháp trong đời sống của mình, thật sự ra cái tâm này nó có nhiều loại, nhưng mà cái loại để tạo nghiệp được á, trong cơ thể chúng ta đó, theo cái danh sắc này ra thì nó có thiện pháp và bất thiện pháp. Là nó tạo nghiệp thiện pháp thì đi xuống, mà ác pháp thì đi xuống, mà thiện pháp thì đường đi về cõi an vui. Thành ra cái thiện đó, nói chung là bất thiện là nó nói chung là những cái tâm nó làm cho những cái sự xấu xa trong lúc hiện tại và cho cái quả là sự khổ đau. Nhưng mà sự phát sinh ở chúng sanh, thường thường chúng sanh chúng ta đây, thì cái đó nó rất là thường xuyên và liên tục. Bởi vì chúng ta đã thiếu cái sự quán xét, thiếu cái sự học hỏi về giáo pháp đó. Thành ra đây cái hiện tượng nó mới phát sinh đó. Thì thường thường đó, bất thiện pháp đó, tức là 12 tâm bất thiện đó, nó phát sinh là nó dựa vào cái pháp gọi là Ayoniso Manasikara, tức là không có biết như lý tắc ý. Mà sẽ không biết như lý tắc ý là nó phát sinh do đâu?
nó có năm điều kiện là để phát sinh cái sự không như lý tắc ý, hay là không có có biết quan sát cái nào đúng cái nào sai, đưa tới cái hành động mình đang làm. Thì cái năm cái điều kiện mà làm cho cái ayoniso nasikara là cái những thứ như cái gì, thứ nhất là bột phê akata bunyata, tức là không có tích trữ phước báo từ nhiều kiếp trước, tức là trong nhiều đời nhiều kiếp mình không có làm việc thiện, toàn làm việc bất thiện không à. Cái thứ hai là apatirupa desa wasa, tức là ở trong cái xứ mà không nên ở. Cái xứ mà không nên ở là cái xứ như thế nào? Cái xứ đó không hàng tới chúng tới lui, cái xứ đó không có bậc thiện trí đi dạy dỗ cho mình có thiện pháp. Mà khi mà nở cái xứ như vậy rồi thì nó đưa tới cái điều thứ ba là gì? Là apatirupa de nisaya, tức là không có cơ hội để thân cận bậc thiện trí. Bởi vì cái xứ không nên ở, nó đâu có bậc thiện trí đâu mình thân cận. Cái thứ tư là asatthammasavana, tức là không được nghe và học hỏi theo chánh pháp. Còn cái thứ tư này nó có thì nó đưa tới điều kiện thứ năm, tức là atta miccha paññitti, tức là không giữ mình theo lẽ chánh được. Thì cái điều kiện này nó làm cho ayoniso manasikara phát sanh, mà khi ayoniso manasikara nó phát sanh rồi thì nó đưa tới cái hậu quả là 12 tâm bất thiện phát sanh theo đó. Thành hàng ngày mà chúng ta mà làm cái gì mà không có khả năng ayoniso manasikara thì một trong 12 tâm bất thiện nó phát sanh. Thì một trong 12 tâm bất thiện thì gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Thì cái ngày trước chúng tôi một ngày tới ngày hôm qua đó, nếu quý vị nào rảnh rảnh cũng vô cái room này, có cái gì là kinh Mi Lăn Đá đó, ông đang dạy cái về diệu pháp, ông đang dạy về diệu pháp, thành ra quý vị đã học để biết chuyện mà cần học nên học như thế nào ha. Thành ra nó rất là có lợi, chứ nó không có không có gì mà lỗ lã đó. Thành ra nên cố gắng mà tới học hỏi mấy cái căn bản về diệu pháp. Thành ra về diệu pháp để mình hiểu mấy cái tâm đó là như thế nào. Còn bây giờ tâm tâm thiện là như thế nào đó, tâm thiện thì gọi là tâm tình hảo. Quý vị nghe nói tâm tình hảo sopana citta đó, tức là nó có tâm các loại tâm thiện. Còn sopana tức là tâm bất thiện. Thường thường cái tâm đại thiện đó, tại sao mình gọi là tâm đại thiện mà không gọi là tâm thiện, mà gọi là tâm đại thiện? Thường thường đại thiện mà của cuộc sử lá đó là tại vì cái loại tâm này đó là tâm tốt phổ thông và bao quát ngay cả chúng sanh ở các đường ác đạo, cõi người, cõi thiên, cõi phàm thiên đều có cái loại tâm này, có thể có được cái loại tâm này, có thể có được cái loại tâm này. Thứ hai, nó là gốc rễ của tất cả thiện pháp, cũng là duyên làm cho các tâm thiện cùng đạo quả phát sanh. Mà thành ra cái thiện pháp cái tám tâm đại thiện này nó có nhiều cái vậy đó. Thì khi mình nói tới từ ngữ thiền á, kusala không thiền á, thì nó như thế nào? Trong chú giải giải thích là nó có 4-5 chuyện nó nói. Thứ nhất là khi cái tâm này nó phát sanh á, thì nó giúp cho chúng sanh đó không có bệnh hoạn, không có phiền não trong cái lúc đó, trong lúc nó phát sanh á. Cái thứ hai là khi nó phát sanh nó đem cái lợi ích cho chúng sanh đang có những loại tâm này. Cái thứ ba đó, thì cái pháp này là cái pháp làm cho chúng sanh là người thông minh, đàng hoàng, đáng kính. Cái thứ tư là cái người mà cái tâm thiện đã phát sanh đó, làm cho cái chúng sanh đó không có những lỗi lầm mà khiến người phiền trách được. Và cái hậu quả của cái loại tâm thiện đó là có kết quả an vui, đáng mong ước. Thì cái thiện pháp là nó có 5 cái chuyện để nói vậy đó. Còn cái bất thiện pháp thì chắc chắn là
là giống như tôi nãy rồi là nó đưa đi xuống nhiều hơn, giống như mình khỏi cần phải ấy, nhưng mà mỗi thứ nó có cái quả khác nhau, tham thì nó quả nó khác, mà sân quả nó khác, rồi si thì quả nó khác. Thì cái đó quý vị rảnh rảnh trước ngày hôm nay thì vô học cái lớp của Huỳnh Kim Nguyên Đá, sẽ học mấy cái đó nó vui hơn, mà nó hấp dẫn hơn là chúng tôi nói sơ sơ vậy. Nam mô Bổn Sư ạ. Dạ sa thú, sa thú, cái vị hỏi đã sa thú kính tri ân ngài. Dạ Nam mô Bổn Sư, dạ con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của một vị BM cho con, cũng như xin cảm ơn câu hỏi của vị này. Dạ Nam mô Bổn Sư, dạ mến chào Dung Nguyễn. Dung Nguyễn ơi, vào đạo tràng có câu hỏi không Dung Nguyễn? Dạ kính mời đạo tràng, bữa nay không có Vinh Kinh vào để cứu bồ Nhật Bình rồi. Dạ xin đạo tràng hãy cứu Nhật Bình đi chứ, để Nhật Bình hỏi hoài tội nghiệp Nhật Bình. Những câu hỏi của Nhật Bình rất là nông cạn, không có thâm sâu vào Phật Pháp. Kính mời quý vị có thể hỏi để cho Nhật Bình học à. Dạ con không thấy câu hỏi, cũng không thấy bàn tay. Dạ con xin hỏi một câu rất là bình thường đó bạch ngài. Dạ bạch ngài, ví dụ như con trúng số đi. Dạ con trúng số đi, rồi con đem cái tiền trúng số đó con đi làm các điều phước thiện, thí dụ như cúng dường đồng phước cho nhà nghèo rồi này kia, thì như vậy cái phước đó có phước không bạch ngài? Tại vì cái tiền đó không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Dạ con cung thỉnh ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Sư dạ. Nam mô Bổn Sư dạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mình tạo điều kiện để cho chúng sanh có lợi tức là có phước rồi, còn cái mình có được cái mà nó không có phải là thiện pháp thì cái đó là sau này nó cho quả thì mình cũng lãnh đủ. Thành ra mình sống trong đời mình nhiều khi sáng khổ chiều vui là vậy, sáng sướng chiều vui là vậy đó. Bởi vì khi nào cái ác pháp mà nó cho quả thì mình khổ đau, mà thiện pháp nó cho quả thì mình đang vui. Thành ra nội cái chuyện mà bây giờ mình đi mua vé số thì đầu tiên là tâm tham nó phát sanh, thì sau này nó cũng cho quả chứ làm sao nó không cho được. Tại khi mình làm phước cũng vậy. Thành ra nhưng mà có những cái chuyện mà mình nghe người ta nói thì mình đừng có tin, bởi mình tin nữa là mình chết. Câu nói của mấy ông bà chạp sát miêu cứu dạng thử đó, giết một con chuột giết một con mèo để cứu hàng triệu con chuột, phải không? Nói cái đó là tào lao nhất. Con mèo nó có thể nó là hiện thân của Bồ Tát đang tạo ba la mật, mình giết trúng, mình giết không hẹo vậy đó, thì mình có cứu 1 triệu con chuột nó vẫn lỗ vốn như thường. Mấy người hồi xưa đó vẫn bị quý vị coi những cái chuyện hồi xưa đó, vô ăn cướp của nhà giàu để cho người nghèo đó, thì cái chuyện đó lỗ vốn là cái chắc. Bởi người giàu đó cái phước của người ta nó lớn lắm, người nghèo ít phước mới nghèo. Rồi mình vô mình giật cái đó để mình mình đi cho cái đó thì mình làm việc lỗ vốn này cái chắc rồi, không có. Mình làm phước là tùy theo cái khả năng của mình, mà cái khả năng nó tìm ra những cái món đó là phước đó, nó phải là cái món mà trong sạch. Bởi vì năm cái điều mà có cái gì mà phước bờ phước quả báo nhãn tiền để dân cúng đến cái vị mà vừa ra khỏi cái tiền diệt đó, như vậy thấy không, là vật thực đó phải được một cách là hoàn hảo trong sáng, chứ không phải là mình kiếm đâu đó mình cho không có nên. Vấn đề là như vậy, bởi vì nó có nhiều chuyện, bởi cái chuyện nhỏ vậy nó cũng có thể làm cái phước mình yếu. Nhưng mà cho quý vị nó nhớ, cho là cho ra là vẫn có phước, mà cái khi mình được vô một cách bất hợp pháp là vẫn có tội như thường.
thành ra khi nào nó có tội thì mình đi theo cái quả xấu, mà khi nào nó cho phước thì mình đi theo cái quả tốt. Ví dụ dễ hiểu lắm, quý vị thấy cái người mà hay là chúng sanh mà ở cái cõi mà xấu xa mà được quả tốt không? Chúng tôi kể cho quý vị nghe hoài đó, nhiều khi hồi xưa chúng tôi đi bát ở Bangkok á, chúng tôi thấy tức với cái con chó mà của bà công chúa Thái, nó ăn bít tết còn mình đi triều bình bữa đói bữa no đó. Kiếp trước nó không giữ giới, ngủ giới bất kỳ thì nhân thiên lộ triệt, nhưng mà nó không giữ giới nhưng mà nó thích làm phước bố thí, thì kiếp này giờ nó giàu đang sung mặt sướng vậy đó. Còn mình ngày xưa đó, mình tôi giữ giới mà không biết bố thí, là kiếp này đi xin mà bữa đói bữa no đó, chứ không phải dễ đâu. Thành ra nó không phải dễ mà làm những cái con mà con thú mà cái phước nó có thì cũng ấy à. Quý vị biết cái vài bữa nữa tới ngày mà ông Tổng thống Trump sẽ cho không biết 1 hay 2 con gà tây trái sống không? Nó đáng lẽ nó chết nhưng mà cái phước nó lớn quá nó mới được tổng thống cho nó sống chứ, phải không? Thành ra khi mình làm phước làm tội giống nhau, nghĩa là trong cùng một cái công việc đó thì có lúc sướng lúc khổ, cũng trong ngay trong kiếp đó là như vậy đó. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, yeah, sa thú dạ, con kính tri ân ngài giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, con nhớ lại đó, hồi trước đó, con mới biết đạo đó bạch ngài. Cái lúc đó con khó khăn lắm. Cái con thấy đi qua chùa con thấy rồi, người ta làm phước đi tăng bị bệnh rồi, làm phước này đạo phước kia, cái con ước phải chi giờ mình trúng đại số mình đi làm phước. Cái con nghe cái việc đó cho một vị sư dạy con đó. Cô không bao giờ được nghĩ gì hết chưa, không có nghĩ chuyện mà mua vé số rồi trúng số rồi là muốn cô giờ cô không có tiền thì cô nằm cũng quả đi, rồi một ngày nào đó thì cô cũng sẽ được như ước nguyện, không có được phải tính lực phải ước đi mua vé số, lòng tham quá lớn. Dạ bây giờ con nghe ngài giảng dạy nữa đi, con rất là hoan hỷ. Dạ con xin bớt cái câu hỏi của Xích Hiền Hòa. Dạ cảm ơn câu hỏi Xích Hiền Hòa nha. Dạ lâu lắm rồi mới thấy được câu hỏi của Xích. Thưa ngài, sao mỗi giờ thiền định mình đọc kinh rải tâm từ đúng không thưa ngài? Dạ Nam Mô Bích Hai nha, con kính dân bích đến ngài. Nam Mô Bích Hai gia kinh bạch chư tôn hề gia kinh thưa chư quý vị. Quý vị tụng kinh quý vị là cũng ngay phước, mà quý vị hành thiền cũng tạo phước. Bây giờ quý vị đáng lẽ tụng kinh mấy kinh mà rải tâm từ phải tụng trước khi mới ngồi thiền. Để làm gì? Để cái chuyện đọc tụng bài kinh rẻ tâm từ với cái chuyện ngồi thiền là phước báo. Mình tạo phước báo rồi, cái phước báo đó có hai chuyện để làm. Chuyện thứ nhất là cho người, chuyện thứ hai là cho mình. Cho người là cho như thế nào? Tức là nếu người đó người chết, tức là mình gọi là hồi hướng phước báo đó. Mà cái phước báo mà tôi làm đây đó thì hồi hướng đi thân nhân thân mẫn thuộc gì tùy theo quý vị học cái kiểu nào thì hồi hướng đó. Thứ hai cho người còn sống là mình nói với người ta để người ta tùy hỷ phước báo, tức là người ta xả thú, người ta tùy hỷ phước báo mà nói. Phước báo mà cho người sống phải lựa chứ không phải ấy. Cái ông đó thì ông không có thích cái thiền hay là làm gì tào lao gì theo ông, mà mình làm được ông nói tôi mới làm được cái đó, nói chồng về xả thú thì ông nhăn mặt ông trợn mắt chứ không có xả thú rồi. Phải cái đó phải nói để cho cái người ta tùy hỷ phước báo đấy. Cái thứ hai cho mình là gì, là dùng cái phước đó đem nguyện, mà cái phước báo này tôi làm được như thế nào đó, đó được giúp tôi sau này được làm gì đó, hay là giúp cho tôi được quen cô hàng xóm gì ông chồng ở đó, là chuyện của mình, là mình cho mình chứ không mình cho người. Thì nên nhớ chuyện đó, cho người chết thì dễ nói sao không được, mà cho người sống phải lựa chứ không phải là muốn cho ai cũng được. Nhiều khi người ta không có hoàn hỷ cũng không nên. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ sa thủ lành thai. Dạ con kính đảnh lễ tri ân câu trả lời của ngài. Con thấy Xích Hiền Hòa cũng tri ân ngài rồi. Dạ cảm ơn câu hỏi của Xích Hiền Hòa. Dạ Nam Mô Bổn Thầy nha. Dạ đạo tràng
Mạnh dạn lên đi. Dạ, đạo tràng mạnh dạn lên. Dạ, cảm ơn câu hỏi của cây lá dứa. Bạch ngài, vị thánh Tu Đà Hoàng, nếu tái sanh vào cõi nhân loại, làm sao mình phân biệt được để không bị xúc phạm đến vị thánh? Dạ, nam mô Bồ Tát. Dạ, câu hỏi hay quá, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn này. Dạ, kính thưa chư quý vị, nếu mà mình không, mình hay là phạm nhân không biết bậc thánh đâu, không biết gì đó là bậc thánh đâu, cho nên tốt nhất là mình đừng xúc phạm đến ai cả, là bảo đảm an toàn nhất. Ai làm thì kệ nó, kệ họ, mình đừng bây giờ mình nghĩ thế, mình nhìn ra. Chúng tôi thường nói đó, mình không có tránh được cái xấu là đây, trong người mình nó có hai loại chúng sanh vĩ đại lắm. Thứ nhất là ông kiến trúc sư, thứ hai là ông thẩm phán. Mình nhìn ta là mình phán xét, tức là mình làm thẩm phán, và mình nhìn ta là mình thêm bớt là kiến trúc sư. Kiến trúc sư như thế nào, mình nhìn cô này dễ thương nhưng mà có hàm răng khểnh, cái hàm nó kỳ quá, chi vậy? Ta có hàm răng khểnh là do cái nghiệp của người ta mắc gì mình phải thuê phán rồi này kia, phải vậy mới được, phải không? Thành ra không có nên, đừng đụng tới là chắc ăn, đừng đụng tới là chắc ăn. Còn nếu mà lỡ đụng mà rồi mình quan sát thấy người này phạm hạnh giới trong sạch thì mình nên tới đây vừa cho mọi gì đó, những gì xúc phạm, những gì vô tình cố ý thì nên sám hối, để cho cái nếu mà lỡ gì đó là phải là bậc thánh này vẫn tốt hơn là mình không làm gì cả. Nó mô với thai này á. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con thấy cây lá dứa đã sa thú ngày rồi. Dạ, con thấy câu hỏi của chị Meta. Dạ, con xin làm chữ to lên chút, ngày con đọc con thỉnh ngài tính duyên cho chút nha. Dạ, con là người cao niên, không làm gì ra tiền và cũng không mua vé số hay lô tô, mà chỉ dành dụm tiền trợ cấp đi làm phước, thì phước đó thế nào thưa ngài? Nam mô Bích Tha. Dạ, con kính dân Bích Tính. Nam mô Bích Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, thì chúng ta nói rồi, làm phước là có phước, nhưng mà cái phước mà nó nhiều hay ít hay là như thế nào là do cái đối tượng nhận, người cho và người nhận, chứ không phải là, bởi vì cái vật mà mình có nó trong sạch thì cái chuyện người cho là mình đó, ít nhất phải có giới, có này có nọ, bao nhiêu chuyện, nhiều chuyện lắm. Nhưng mà người nhận cũng vậy, không phải người có giới thì cái phước đó nó mới nhiều. Mà nếu người cho mà không có giới, người nhận có giới thì phước thấp hơn chút. Và người cho có giới, người nhận không có giới thì thấp hơn chút nữa. Mà người cho, người nhận không có giới thì người phước nó rất là yếu, quá yếu rồi, là tùy theo. Còn cái chuyện mà mình dành dụng thì đi làm việc phước là tùy nơi nữa chứ không phải không. Nếu có nơi mà nó không cho mình làm đó, bởi nó nghĩ nó cho mình xài rồi coi coi chừng, không có nên. Mà mình là phước có phước nhưng vẫn phạm lực, cái lực của người ta. Thành ra có những cái chuyện mà mình nên cẩn thận mấy vô đó. Ví dụ như còn cái tiền mà con cái nó cho mình hay là nó ấy thì cái đó mình muốn làm gì làm được, bởi vì mình có quyền tự do mà không dính dấp tới cái chuyện khác. Còn thường cái tiền trợ cấp đó thì chúng tôi biết thì nó có một số cái điều kiện, nó giới hạn một số điều kiện chứ không không. Nên mình cẩn thận cái việc đó, cho thì có phước nhưng mà cái nhân của nó đó có thể làm cho phước mình nó yếu không chừng. Nam mô Bồ Tát. Dạ, Nam mô Bồ Tát. Dạ, dạ con thấy chị Meta đã tri ân ngài rồi. Dung Nguyễn chạy chút nha, Dung Nguyễn nha, để như Quỳnh hỏi câu của Thích Duyên nha. Nam mô Bích Tha. Dạ, bạch sư cho con tiếp câu hỏi vừa rồi, hồi hướng sao cho đúng cách. Xin sư chỉ dạy con cách hồi hướng cho đúng ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ con kính nhân Bích đến ngài ạ. À,
Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn mẹ và kính thưa chư quý vị. Trời ơi, đi chùa ăn cơm chùa gần hết chùa của ta đó, bây giờ hỏi rồi hồi hướng thế nào cho đúng cách nè. Thật sự vô coi câu hồi hướng của vụ Bình Sa Vương đó, vụ Bình Sa chứ nói Bình Sa Vương nên nó dư chữ vụ Bình Sa đó, thì cái câu dẫn dắt thì đăng nô nha ti năng hổ tụ sụt khi ta hổ tụ nha tại vô, nhưng mà cái tâm phải hướng về những cái chúng sanh nào mình muốn cho, mình nhớ chứ đó ha. Những cái chúng sanh nào mình muốn cho đó thì mình tụng cái câu đó, thì nếu mà người đó biết cách nhận thì người ta nhận được liền, nó không cần nghe là nhiều. Nhưng mà cái người đó mà không biết cách nhận thì mình có tụng nhiều tụng ít gì người ta cũng không nhận đó. Mình nhớ cái chuyện mình nhận cái phước đó nó không phải là cái chuyện dễ, thành phải đời sống mình tập nên biết tỉ pháp, thì người ta có người ta kêu tên mình ta cho phước thì mình còn biết xả thú tỉ phước báo thì mình mới nhận được, còn nếu không thì cũng chưa chắc. Cái câu đó thì trong cái quyển kinh tụng nào của hệ nguyên thủy đều có đó, vì thằng nô nha tiên năng hổ tụ, cái trong đó thì nó có hai chữ, một chữ nô hoặc chữ vô thì dành cho chữ tăng tụng, còn người đời thì tặng y đăng nô nha tiên năng hổ tụ sự kỳ ta hổ tụ nha tại vô. Rồi nếu mà trong kinh nguyên thủy mình đó, thì họ có thêm một hàng tiên hai hàng tiết gì đó, thì mình nên đọc học cái đó để mình nói thêm tiếng Việt để cho nó người mình nó nhiều cái đức tin trong cái việc đó hơn đó. Còn nếu mà hoặc là có những cái câu khác nhiều câu lắm, nhưng mà thường mình hồi hướng là mình tụng những cái câu liên hệ đó, bởi một câu mà có nhiều cái nơi mà người ta viết ra cho nó dễ hiểu tùy theo cái dân cơ xứ đó, thành ra quý vị sẽ thấy có nhiều câu. Nhưng mà thường thường ở câu trong cái thích truyện vô Bình Sa Vương á, thì họ nói rõ ràng là y đăng nô nha ti năng hổ tụ sụt khi ta hổ tụ nha tại vô. Cái tâm mình hướng về ai đó, ví dụ người nào mới mất thì mình muốn ấy, mình cái tâm mình hướng về đó thì mình tụng cái câu đó. Nhưng mà chúng tôi nhớ thì như trong cái câu là dịch mà nó từng đó nó dài chút á, cho nó đầy đủ đó, là phần phước chúng con làm đây xin hồi hướng đến thân nhân thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, nhất là ai đó, nhất là tên gì đó, cầu mong cho các vị đó, nhất là tên đó, hay biết là thọ nhận và được siêu sanh về nơi nhàn cảnh đó. Thì mình đọc như vậy thì cái người đó ở cái nơi nào đó thì chắc chắn ở đời sống của người ta mà người ta biết cách thì người ta nhận được, còn nếu người ta không biết cách thì người ta không có nhận được. Chúng tôi cũng có thí dụ cho quý vị biết, rồi biết cách là như thế nào, biết cách là như thế nào đó, quý vị nào ở trong cái room này chắc nghe rồi, mà kể cho mấy vị mới vô nghe. Mà cái có anh đó, anh đi làm xa, mà trước khi đi đó, anh nhớ cha mẹ anh thích cái món là món đậu hũng rang. Anh đi mấy năm anh về, mà lúc anh về thì anh quên cái vụ mà hồi xưa mình đi thì cha mẹ mình còn trẻ, còn răng cỏ đàng hoàng, còn bây giờ không biết sao anh cũng cứ mua đậu hồng rang về. Thì anh vô anh gặp ông già, anh nói anh dâng cái bịch đậu hồng lên cho bố, không biết bố thích cái này. Anh ấy ông già ông làm cho ông trận, ông chửi cha cho ông trận, mày không biết tao giờ rụng hết răng cho mày con đẹp đậu hồng rang mà dâng đưa cho tao sao tao nhai nó. Thấy được, thấy rõ ràng chưa, nó không làm cho ông trận. Anh buồn anh vô anh dân cho mẹ, mẹ ngồi mẹ vuốt đầu con cảm ơn quan hỷ, con nó đi mà nó cũng nhớ tới mình. Giờ rằng bây giờ mình trụng hết răng không được, nhưng mà ít nhất cái tấm lòng nó đối với mình cũng hay quá, khen con này kêu chồng nào bà không ăn được, nhưng mà ít nhất cái tâm bà tạo được phước báo, còn ông già ta ăn không được mà còn tạo ác pháp là như vậy đó đó, thấy không? Rồi ta phải biết cách nhận, không biết đừng có đó. Thành ra khi mình làm tới việc gì nhớ cái đó, thì đăng nô nha ti năng hổ tụ sụ kỳ ta hổ tụ nha tại vô đó. Câu đó là câu tương đối nó ngắn dễ nhớ, chứ còn có nhiều câu dài nói cái lê thê thế chừng lúc mình đang buồn mình đâu có nhớ hết đâu mà mình ấy. Còn trong lúc mà mình vô trong chùa đó mà mình làm phước đó, thì khi mà ông sư có hai cái chỗ mà để mình hồi hướng phước báo ha,
cái chỗ thứ nhất mà khi mà đọc cái gia thả đó, gia thả Parivaha đó, cái thứ hai là tụng cái bài kinh Tỳ Lô Cú Thạ. Thường thường là trong mấy đám ma thường các sư thầy tụng bài Tỳ Lô Cú Thạ, thì người ta đọc bài Tỳ Lô Cú Thạ thì quý vị nghe tới tụng là A Đa Si Mê A Ca Si Mê Nha Tiện Đức Tăng đó ha. Thì khi mà đọc A Đa Si Mê A Ca Si Mê là lúc đó là mình hồi hướng phước báo, bởi vì trong đó là có năm hàng người A Đa Si Mê A Ca Si Mê là người từng giúp đỡ mình, A Ca Si Mê là cái người có thời gian mà thân thuộc với mình, Nha Tiện Đức Tăng là vậy, gian nha tiện tức là thân nhân thân bạn quen thuộc đó, là có 4-5 hàng người mà mình có thể hồi hướng phước báo để cho họ có họ nhận được. Mà thì khi nào tụng gia thả thì mình hồi hướng phước báo lần tới tụng A Đa Si Mê cái bài đó, nếu đã có tụng thì quý vị hồi hướng thêm lần nữa. Đó là những cái cách mà mình có thể mình hồi hướng phước báo để cho những cái gì mà ta cần phước để nhận được. Thành ra quý vị cũng nên tập rồi trong cái thời gian mà mình còn sống đấy, mà mình phải tập cái cách mà tùy phước báo này kia để mà mốt có người ta đa si mê tới mình rồi mình biết cách mình nhận, chứ còn không giống như cái ông già đó là ông nói nó không biết nó làm gì mà nó cái nó tiếng gì đâu không nghe không hiểu gì hết rồi cái không nhận được gì hết. Uổng năm hồ thầy á. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, cũng chúng con thành kính tri ân Ngài. Rồi, mời bàn tay của Chích Duyên. Nam Mô Bích Thai giá. Con xin kính lễ sư. Con xin chào đàn tràng. Dạ, bà sư, không phải là con không hiểu về cách hồi hướng. Dạ, nhưng mà tại vì... lúc trước đi chùa Nam Tông thì quý ngài bên đó dạy là phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, rồi nói chung là mỗi vị con nghe mỗi khác á, cho nên là con hơi bị confused, là con không có biết là con nên học cách nào hồi hướng để mà cho đúng. Mỗi lần sau khi tụng kinh, ngồi thiền tụng kinh xong thì con cứ hồi hướng theo giống như là cái ý muốn của con là trước là con hồi hướng công đức cho cha mẹ của con, con cái thân bằng quyến thuộc của con, và cũng có hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, và sau đó là con hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh, người hữu hình và người vô hình, nguyện cho người vô hình được siêu thoát và người hữu hình được an vui. Và vừa hồi hướng mà con vừa rải tâm từ luôn. Và sau mỗi bài kinh thì cũng có bài hồi hướng. Cho nên là con thì con chưa rành tiếng Pali nhiều, nhưng mà con đọc tiếng Việt đó sư. Dạ, thì cái câu hỏi của con là chỉ vậy, không phải là con không biết cách hồi hướng, mà con chỉ confused và con không biết làm cách nào để mà con hồi hướng cái công đức của mình. Dạ, con cảm ơn sư đã chỉ dạy. Dạ, con xin xuống với cả. Nam Mô Bích Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị mình ở đây mình phân biệt là người đó quan gia trái chủ, mình nói gì cho gì vui chứ. Cái người thân mình bây giờ kiếp sau vẫn thể thành quan gia trái chủ với mình chứ phải không? Thành ra khi mình nói y đăng nô nha ti năng đó, chứ tức là những thân bằng quyến thuộc là mình biết rồi. Thân bận thuộc kiếp này họ có thể là thân bận thuộc kiếp trước, họ vẫn là quan gia trái chủ, mà bây giờ họ chết rồi vẫn là quan gia trái chủ với mình, chứ đâu phải là mình phải kêu tên từ người mà kêu tiếng Việt chưa chắc họ biết. Thành ra mình tụng cái lời hồi hướng phải đúng tiếng Bali, bởi vì người ta ở cảnh giới khác là chắc chắn là người ta không nghe được cái ngôn ngữ của mình.
thành ra mình nên tụng bằng tiếng Bali, thì hy vọng người ta nghe người ta nhận biết. Chứ còn mình tụng, mình nói tiếng Việt, mình có nói cách mấy gì nữa thì chỉ có mình hiểu thôi, chứ mình các cái nó sẽ làm ngạ quỷ, nó sẽ làm cái gì khác mình sao hiểu được. Thành ra tiếng Bali là cái đó, cái chữ đó nó đủ chuyện đó. Kiếp này là nha thiên năng, nhưng mà kiếp sau chưa chắc. Thành ra mình có dịp thì cứ y đăng nô nha thiên năng là tất cả thân nhân thân ruột trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng tôi là được rồi, chứ không có phải mà chia ra quan gia trái chủ hay là người này người nọ, không có nên. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con thấy sư chiên đã kính tri ân sư rồi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin post cái câu của Dung Nguyễn ạ. Dung Nguyễn có trước máy không Dung Nguyễn? Dung Nguyễn còn trước máy không? Alo, alo. Dạ, câu hỏi của Dung Nguyễn á, con kính bạch ngài, chúng con học di diệu pháp có lợi ích gì trong cuộc sống cư sĩ của chúng con, trong khi Đức Phật giảng vi diệu pháp là ở cung trời đạo lợi cho con, cho các vị thánh ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, 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 cảm ơn câu hỏi của Dung Nguyễn, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa cho quý vị, quý vị học vi diệu pháp dĩ nhiên là nó có lợi rồi, dầu rằng quý vị có thể không hiểu không gì ra, thì quý vị đừng có lo. Nằm trong nguyên giới trong động mà nghe chưa tăng tụng hễ tụ bạch chạy vô ramana bạch chạy vô đó, nó chết nó sanh gì đâu, nó là bạn sanh, nó đâu nghe đâu hiểu gì đâu. Phải không đó, thành ra mình ráng cố gắng mình học đi, kể như là mình học theo kiểu mấy con dơi đó, không được không sao. Học trên này chơi tới vô thứ nhất là những cái danh từ đó, nên học tiếng Bali để rồi sau này có chỗ dư dụng cho thể nào cũng nói. Bởi vì là nhớ đó, giáo pháp là lời chư Phật, quý vị nghe quý vị hiểu thì tốt, hành điện tốt, còn không thì nghe để làm gì, để làm cái gì, cái duyên cho kiếp sau hay là kiếp khác. Chứ còn nếu mà nói ôi học cái đó không có lợi gì, không phải. Nội cái chuyện học vi pháp tại sao có lợi, mình biết tham là gì, sân là gì, để khi nào mình ra chợ mình thấy cái đó mình quan hệ mình cười biết à cái này có tham á, từ từ. Chứ còn không á, mình làm gì, mình đi chợ cũng với tâm tham, mà mua phơi sắm gì nói chuyện với bạn bè đều nói với tâm tham hết, thì mình đi về đâu, phải không? Có gì học, có gì không chịu hành thì mình xác thì đứng nên học. Vậy nó vẫn có lợi cho mình trong cuộc sống hàng ngày, chứ làm sao không có lợi được. Còn nói chuyện Đức Phật lên cung trời thuyết pháp đó là chuyện của Ngài, nhưng mà cái dẫn Ngài dẫn thuyết như này, tại sao chúng tôi nói Ngài thuyết diệu pháp như này? Cái lúc Ngài lên cung trời đó, Ngài Ananda chưa có làm thị giả, Ngài cũng không có lên cung trời. Nhưng mà khi tới tập tâm tạng, chính Ngài Ananda nói gì? Kính bạch chư tôn hiền giả, chính tôi nghe và hiểu và nhớ từ kim khẩu của Đức Thế Tôn 82.000 pháp quẩn, còn 2.000 pháp quẩn tôi nghe từ các bạn đồng phạm hạnh. Rõ ràng nếu mà không dạy đây, Ngài dạy đâu mà đâu Ngài anh đang nghe được vậy hả? Dạy đâu, cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nằm trong cái thánh tạng kinh điển là mình nên nghe, là học càng nhiều càng tốt để bỏ vô não của mình. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, xà thú xà thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Ngài trả lời câu hỏi của Dung Nguyễn rất là hoan hỷ. Dạ, Dung Nguyễn còn trước máy không? Học sự dư phải không? Tại vì bạch ngài này cũng học khó quá ngài ơi, còn học còn học gì dự pháo hồi trước đây giống như là con nhìn vô đám rừng á bạch ngài, nhìn cái bản điều như vô đám rừng, nhưng mà con cái
ráng 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 phục vụ đạo tràng để kiếm chút phước, để có thể mình học được chút chút. Bây giờ con thấy có kết quả rồi bạch ngài, giờ nhìn vào bản niêu biết tâm này tâm kia rồi, hồi trước nhìn vô như bản rừng đó bạch ngài. Dạ nó mở bữa thai á. Dạ bây giờ Nhật Bình kính mời đạo tràng ạ. À, mời bàn tay nhờ, mời những câu chích chát. Dạ theo câu hỏi của Du Nguyễn con kính bạch ngài, tại vì mình học Bali á, mình có thể làm duyên cho kiếp sau được không bạch ngài? À, tại con có nghe lúc đó con có nghe một vị sư giảng với con á, cô nên học Bali đi, rồi sau này á nếu mình đủ duyên á, đến thời một vị Phật ra đời thì mình có thể nghe tiếng Bút Thô thôi, là mình ở đâu mình cũng đi tìm đến để mà mình gặp được ngài, để mà mình được học pháp. Dạ con kính bạch ngài, nếu mình học Bali, mặc dù có nhiều khi thấy Bali cũng khó lắm, nhưng mà ngày nào mình cũng học biết thì nó thành dễ, như vậy nó có làm lợi ích cho đời sau không bạch ngài. Dạ con kính dân bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Thà Giá. Kính bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị, giáo pháp Đức Phật kể ngôn ngữ mà Đức Phật nói là có lợi cho kiếp này, có lợi cho kiếp sau và có lợi cho kiếp tối thượng nữa, tức là giải thoát đó. À, thì những cái đó là những cái mình nên học chứ. Ngay cái mình học tiếng Bali thì mình kiếp này mình đọc Phật pháp mình dễ hiểu hơn. À, rồi kiếp sau mình lỡ mình có sanh đi đâu mình cũng có thể có khả năng để xài được. Ta nhớ ngôn ngữ Bali là 31 cảnh giới này, là nếu mà ở cảnh giới nào ngoài trừ cảnh giới vô tưởng này mày không có lỗ tai rồi, chứ còn mấy cảnh giới khác ta nghe ta đều hiểu hết đó. À, bốn câu đú sụ ná sổ đó ha, mà vua xứ Cô Sà Lá nghe đó nghe giật mình đó, đó là do chúng sanh nó nhục nói lên. Còn chư thiên là với nhân loại có nói tiếng Bali không? Nói không? Nói lúc mà Đức Phật mới rất là quả vô xin thỉnh ngài là Phạm Thiên Tỉnh, tức là trên cung trời tới xuống là tỉnh, rồi chư thiên tới xuống nè. Chư thiên như người đời nó mới là trong quầy kinh ta và tám hốt an lành, nó thế giới đã có tiếng Bali rồi, thì tiếng Bali nó xài nhiều cõi chứ không phải là một cõi. Nhưng mà mình nói như vậy chứ cái gốc chữ ra số, nếu mà quý vị nào là thuộc loại ngôn ngữ giỏi thì quý vị coi như thế này, cái cõi này đó đa số những cái ngôn ngữ nó đều có những cái gốc chữ giống như gốc Bali, nhưng mà giống nhiều nhất là ở cái vùng mà Magatha, còn ngay cả mấy cái chỗ khác này cũng giống ấy. Thì dù như tiếng Đức, mấy ông sư Đức cũng đọc theo Bali giỏi vậy, cái dân phạm đi chăng đâu, quý vị nói tiếng Đức dài cỡ nào cái động từ nó giờ nằm gần cuối câu hoặc cuối câu đó, thì cũng giống như Bali vậy đó. Mà cái đó là cái tự nhiên mà mình nó biết đây nó vậy, nhưng mà có những cái tự nhiên nó giống nhau. À, hoặc là những cái danh từ mà mình xài thường ngày mà ngắn ngắn á, thì nó cũng có từ trong cái ngôn ngữ Bali, thì cái gốc chữ á, nó là cái điều mà mình không có giỏi về ngôn ngữ mình không biết, nhưng mà ít nhất nó có cái lợi ích đó. Lợi ích đó rồi cái sao biết đâu rồi cô Nhật Quỳnh học giỏi Bali rồi cái sao ngồi trên cung trời đau lợi ngồi rung đùi cái ngày mấy tay giá lên Cụ Sê La Thâm Ma, cái ngồi cười cười đắc liền khỏi phải hỏi tới lui chi vô mệt, thấy không khỏe re. Chứ còn nếu mà không học coi chừng kiếp sau mà gặp Đức Phật cũng bê là tưởng gì đây, xin chụp hình đưa lên Facebook thì không có nên. Nam mô Bồ Tát. Dạ dạ sa thú tha thú, con thánh kính tri ân ngài giải đáp câu hỏi của con rất là hoan hỷ ạ. Dạ năm hôm bên thai giá, dạ kính mong đạo tràng có thể đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên đi, rồi có những câu chết chát đi. Dạ Nhật Bình hỏi nhiều quá ngại quá quý vị ơi. Dạ năm hôm bên thai giá, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Phạm Vượng vào cũng chạy mất tiêu rồi, không thấy nhúc nhích luôn. Diệu Minh, dạ, chào Triệu Mẫn hả? Dạ không biết phải không, dạ mới vào đạo tràng.
Dạ không ai hỏi con hỏi tiếp ạ. Đạo tràng cũng không có ai nghe con nói luôn. Khổ thiệt luôn á. Quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Hay là Nhật Quỳnh nói một mình Nhật Quỳnh nghe vậy quý vị? Alo alo. Dạ cảm ơn Ngọc Hân. Dạ Bạch Ngài à, nói vậy. Dạ cũng cảm ơn nhà Giang Nhất Hà. Dạ cảm ơn Dung Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Bạch Ngài nói về hồi hướng á. Con có một chút thắc mắc này nè Bạch Ngài. Dạ kính cảm ơn thính pháp. Dạ là có một vị dạy con như thế này nè. Mình mà đọc những cái bài mà hồi hướng mà mình đã viết, mình đã đọc sẵn trong kinh rồi đó, thì có lúc cái tâm mình thuộc rồi, nên là có lúc mình đọc mà cái tâm mình nó không có được chú tâm trong nó lắm, nên mình phải suy nghĩ. Mình sẽ phải suy nghĩ là mình hồi hướng đến ai, rồi mình tự dạ mình tự nghĩ ra, rồi coi như trong cái tâm mình phải có cái riêng biệt của mình, để lúc đó mình mới chức tâm được và cái sự hồi hướng mình nó mới mạnh dạn được. À, và ngài dạy con có như vậy có đúng không? Tại vì con học từ cái vị đó, đó nên con suy nghĩ là mình phải hồi hướng với ai, ví dụ như ở bàn Phật con tụng kinh này kia, thì con nghĩ tới những cái phước con đã tạo khi con tụng kinh này xong rồi, con nghĩ tới cái phước con đã tạo thì con nhắm mắt lại xong con hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc giống như lúc nãy ngài dạy vậy đó, là từ những vị mà đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp và kiếp hiện tại này, nhất là thì cha mẹ con hoặc ông bà con hoặc thân bằng quyến thuộc anh em con gần gũi nhất, thì như vậy nó có đúng không Bạch Ngài? Dạ con kính nhân bích đến ngày ngày chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ Nam mô Bích Tha. Dạ kính Bạch Chư Tôn hiện. Dạ kính thưa chư vị, thật ra đó nghĩa là những cái người nào gần nhất với mình đó, mình nghĩ tới được thì mình nghĩ tới, còn không thì mình nghĩa là hồi hướng cách chung chung, nhưng mà ít nhất là cũng phải có cái người nào ở trong cái tâm mình trong lúc đó chứ. Thành ra thường trong tiếng Việt mà dịch là xin hướng tới cửu quyền thất tổ, nhất là ai ai đó là đấy. Thêm ra khi nào mà trong cái tâm mình đó, mình tụng kinh gì đó, thì cái nhân vật nào mà xuất hiện liền đó, thì mình nhớ tới nhân vật đó, mình cầu mong cho họ được nhận được cái phước này. Dù rằng cái ấy là mình cửu quyền thất tổ đã qua giảng gì, chuyện đó nó quan trọng. Chuyện quan trọng là cái người mới nhất xuất hiện trong ấy của mình, hay là cái người mới mất đây đó. Chứ thật sự ra đó, những người mà lâu đời nói cửu quyền thất tổ nó chơi chứ, nhiều khi họ lên ở những cái cung trời nào hoặc là ấy nào này kia chứ đâu qua ấy đâu. Rồi không chừng nhiều khi họ lên đó rồi họ gặp cái gì mà thứ thiệt là tu đắc đạo quả rồi chứ. Họ đi nhập niết bàn hồi nào mình cũng hay đó. Thành ra trong kinh thì cũng không có nói rõ ràng là ai ai đó. Thường ví dụ như trong bài kinh mà Tỳ Lô Cụt Thả thấy rõ ràng á, Ada Si Mê, Aka Si Mê, đó nghĩa là chỉ thời gian, chỉ này nọ, mình có quen những người đó vậy vậy thôi nha, Tỳ Mít Ta Sà Khả Chà Mê, chứ họ đâu có nói là phải ai ai đâu. Nghe nói chung những người nào đã từng giúp đỡ mình, những người nào đã là thân nhân của mình, hay những người nào từng là quyến thuộc của mình, đại khái vậy thôi, chứ không có cần phải nêu rõ. Bởi lúc đó mình hồi hướng mình là cái tâm mình nó nhanh lắm, mình làm gì mà đâu nhớ được bao nhiêu người như vậy à, phải không? Thành ra cái người nào mà xuất hiện trong cái lộ tâm mình đâu đó nhanh nhất thì mình chỉ nghĩ người đó thôi à. Thành ra trong quay kinh Tỳ Lô Cụt Thả đó, khi nào tụng nghe tụng Ada Si Mê, tức là những người từng cho mình, từng giúp đỡ mình cái gì, từng cho mình cái điều gì đó, cái điều kiện gì đó. Ví dụ như mình là đi quá đêm, quá đường đâu tự nhiên chứ cho mình ta túc đêm. Nếu mình nghĩ tới họ được, mình cũng nên trả thú cái phần phước của mình tới người đó. Cái thứ hai là Aka Si Mê, tức là những người đã giúp đỡ mình. Còn nha Tỳ Mít Ta, tức là thân quyến của mình. Rồi nha Tà Vô Mê, nha Tỳ Mít Ta, tức là nha Tà Vô Mê và Mít Ta Mê. Thân bằng quyến thuộc, bạn thân thân quyến, rồi bạn thảo, rồi Xà Khả Chà Mê, tức là những cái người mà mình chỉ gặp một lần thôi. Ví dụ trên con đường đi
về quê đó, người đó rồi nói năm ba điều quán chuyện vui đó. Nhưng mà nếu họ mình nghe họ chết thì trong lộ trình tâm mình có họ thì mình vẫn hồi hướng quá được cho họ như thường, chứ không cần phải ngồi phải nghĩ bao nhiêu người, không cần. Bởi vì mình nghĩ cái tâm mình lúc mình tụng cái đó mình tụng nhanh lắm, chứ mình đâu tụng chậm đâu. Thì đăng nô nha tiên năng rồi mình ngồi nghĩ tại ai mình cả lâm chết ngồi luôn. Anh ơi, người nào có sẵn trong đầu thì mình hồi hướng, hàng ngày mình nghĩ tới ai nhiều nhất thì mình tới cái lúc mình cái tâm mình nó có cái nhân vật đó thì mình hồi hướng quá thì họ dễ nhận hơn, là bởi cái làn sóng nó mạnh hơn là cái mình ngồi nghĩ tùm lum. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, Nhật Bình kính mời bằng tay và nhật mời những câu chích chát của quý vị ạ. Dạ, bạch Ngài, trong cái tạng luật thì có cái điều nào mà nói ở một cái nơi nào đó đó là chư Tăng nhập hạ đủ năm vị thì mới được làm lễ dân y Katina không bạch Ngài? Còn bốn vị thì cũng không được làm lễ dân y Katina. Mà con nghe ví dụ có nhiều chỗ, những cái tỉnh thất đi, thì có những chỗ chỉ nhập hạ ở có một vị thôi bên ngài, thì sau đó con thấy cũng có làm lễ dân y Katina. Như vậy là sai luật không, phải không bên ngài? Dạ, con kính dân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị. Nhớ đó là dân y và là tông tuyên ngôn thì trong cái sự dân y hai cái khác nhau. Ví dụ một ông sư mà ông ở trong cái rừng đi, rồi quý vị nào mà biết á, mang đi ngài ra hạ nó mang y tới dân y dân ngài, vậy là xong rồi, quý vị đầy đủ phước báo. Nhưng ông sư không muốn có đầy đủ phước báo thì ông sư phải làm theo cái nghi thức khác, tức là tụng tuyên ngôn cho lễ dân y. Thì khi mà tụng tuyên ngôn mới cần năm vị, tức là ông đó phải đi tới cái chùa nào, dầu rằng chùa đó có bốn vị đi nữa thì tới chùa nào thì có ổng là ông vị năm vị vô nhờ bốn cái vị kia tụng tuyên ngôn dùng. Khi mà tụng tuyên ngôn giáo y rồi đó thì cái vị đó đó mới xách cái bụi đi trở về cái chỗ mà nhập hạ đó, rồi làm dấu làm gì đó, thì cái chỗ đó lúc làm xong là mới cái thể dân y đó, cái quả báo của lễ dân y nó mới thành tới vị sư. Còn cư sĩ thì không cần thiết, cư sĩ chỉ cần đem cái y tới nói là cái y này con xin dân và chưa tăng nhập hạ ở đây, là như vậy là thành tựu cái lễ dân y rồi, chứ không cần phải năm vị là để tụng tuyên ngôn tăng sự dân y, chứ không phải làm lễ dân y. Mà nhớ chuyện đó, không phải năm vị làm lễ dân y một vị mà người ta nhập hạ đầy đủ thì có người dân ta vẫn gọi là nhận cái lễ dân y, sao không nhận? Nhưng mà muốn thành tựu cái năm cái điều mà được cho phép đó, hoặc là được chư tăng được nhận cái phước báo đó thì phải đi tới cái chỗ nào có thêm bốn vị nữa để cho thầy với ông đó là năm là tụng tuyên ngôn để cho cái y đó nó thành tựu là cái điều phước báo ông sư đó. Ra cái chuyện khác nhau, lễ dân y không có cần phải đông, một vị cũng có thể nhận được. Nhưng mà cái vị đó muốn thành tựu cái quả của lễ dân y là năm cái vị đó phải tìm tới cái chỗ có kết giới sĩ ma và mời thêm bốn vị nữa cho đủ năm vị để làm cái tuyên ngôn tăng sự về lễ dân y. Đó, quý vị nên hiểu hai cái đó, tại là một vị nhận cũng nhập hạ cũng nhận được cái lễ dân y, mà hai vị ba vị cũng được đó. Nhưng mà để cho thành tựu đó thì phải cần thêm bốn vị nữa là thành năm vị mới làm lễ, mới tụng tuyên ngôn được. Thì ông quý vị hiểu vậy đó, chứ không phải là phải. Nhưng mà ở bên Thái Lan cái dòng thiền của ngài Ajahn Chah đó thì ngài cũng chứ không phải không, nhưng mà ngài nói quý vị cái nơi nào mà thuộc cái hệ thống mà học theo ngài đó, cái nơi đó khi nhập hạ phải đủ năm vị. Còn nếu mà ngài nói là đủ vậy, nếu không đủ vậy thì khỏi khỏi làm để dân y thì thôi, thì mấy người đó ta theo thầy ta
làm, nhưng mà thầy vẫn biết là một vị vẫn làm lễ nghi được như thường, nhưng mà thầy cấm không cho. Nghĩa là ông muốn cho cái hội chúng của ông á, dầu ở chỗ nào thì nữa cũng tối thiểu có 5 vị, để cho đừng có, nghĩa là đừng có sơ hở. 5 vị là nghĩa là mỗi tháng tụng giới cũng phải 5 vị, rồi làm cái gì cũng phải 5 vị đó, tối thiểu. Đó. Thành ra các chùa Thái không có chùa nào dưới 5 vị, mà lỡ có lấy dầu phạ trong rừng 4 vị thì nếu mà trong vòng cái dòng của ngài Lũng Bù Sa đó thì ngài không cho nhận, vậy thôi. Thế còn ở đó trong luật không có cấm, nhận vẫn nó phù hợp nghe thường. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú dạ, ngài giải thích con hiểu rồi. Dạ, hiện tại con nghe nói là năm vị mới là làm lễ dân y. Đúng cái chùa của con kìa. Dạ, mà bốn vị là không được, nhưng mà luật thì không phải vậy, nhưng mà tại cái vị thầy đó ra cái luật này là như vậy. Vậy là theo thầy, dạ không phải theo Phật mà theo thầy. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ quý vị ơi, còn có hơn 10 phút nữa thôi quý vị. Quý vị đưa bàn tay lên hoặc là có những câu chắc chắn lên đi quý vị. Còn rất là ít thời gian quý báu. Dạ. Không ai hỏi con hỏi tiếp. Chứ con không thể để đạo tràng trống trơn ngồi im ru được luôn. Dạ bạch ngài, con nghe một cái vị giảng như gì. Dạ là cái mùa an cư mùa mưa đó. Là thường là 3 tháng, là từ 16 tháng 6 đến rằm tháng 10. Nhưng là trong cái thời Đức Phật còn đó, có một cái chỗ nào đó là có những vị vị tỳ khu đó, tu mà rất tốt như thế nào đó, thì ngài lại cho cái chỗ đó thêm một tháng nữa là 4 tháng mới ra hạ. Và như vậy có đúng không bạch ngài, hay là do sự hiểu lầm như thế nào bạch ngài? Dạ con kính nhân với đến ngài, ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghe tổng cộng cái mùa hạ đó, mùa mưa bên Ấn Độ nó tới 4 tháng rồi. Bởi Ấn Độ nó có 3 mùa thôi. Thành ra cái mùa nhập hạ đó, thường thường mà cái tiệm cái nơi và cái lễ dân y tổng cộng thì nó khoảng 4 tới 5 tháng. Thì Đức Phật á, nghĩa là bắt buộc phải nhập hạ 3 tháng thôi. Nhưng mà nhập hạ 3 tháng nó có hai cách. Cái người nhập hạ đúng tới cái ngày đó đó, đúng tới ngày thường mình nói rằm tháng 6 đi cho tới rằm tháng 9. Nhưng mà vì lý do gì đó, ông sư đó đó, ông không thể nhập hạ được đúng đúng cái ngày mà đã ấn định. Ví dụ như là vợ đẻ con ra nhà nó ngập phải về ông thăm rồi ông đi trở lại trễ, thì Đức Phật cho phép cái gì đó thôi, trễ đi một tháng, tức là nhập hạ rằm tháng 7 cho tới rằm tháng 10. Nhưng mà cái vị đó khi mà nhập hạ được đủ 3 tháng là hạ thì tính, nhưng mà không được nhận lễ dân y, không được ai dân y cũng không được đó, không có quyền lễ dân y không có. Thành ra tổng cộng thì 4 tháng, nhưng mà nhập đúng mức 3 tháng đầu thì có nhiều cái phước báo hơn là người nhập 3 tháng sau, tức là trễ tháng là nhập tháng đầu từ tháng 7 tới tháng 10 nó, thì cái đó là được hạ nhưng mà không có được cái quả báo của lễ dân y. Nam mô Bích Thầy. Dạ dạ sa thú con hành kính tri ân ngài đã chỉ dạy. Dạ nếu mà nhập hạ sao thì nhập tới mà không được được nhận lễ dân y. Nhưng mà con nghe gì nè bạch ngài, con nghe nói là một cái hội chúng đó, cái một hội chúng thì nhập hạ từ rằm tháng 6 rồi tới rằm tháng 9 đó, thì có một cái duyên sự như thế nào đó là cả nguyên một cái hội chúng đó là ở thêm một tháng nữa bạch ngài, tức là Đức Phật cho 4 tháng. Và ngài có nhớ cái hội chúng đó ở chỗ nào không bạch ngài? Và tại vì cái vị này giảng rất là rõ và rõ nói là chỉ riêng đặc biệt có cái hội chúng đó là được 4 tháng
Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa chư vị, giờ phải hỏi cái gì đó, cái hội chúng nào thì chúng nào chứ chúng tôi học thì không có thấy. Không có thấy cái hội chúng nào mà được cái phép riêng rẽ, nhưng mà tôi phải cho phép cá nhân mà thôi. Đó. Có thể là cái vùng đó có thể bị bão tố gì đó gặp hạn được, thành ra cái vùng đó được phép, nhớ là cả hội chúng được phép nhập hạ trễ 3 tháng, nhưng mà 3 tháng nhập hạ trễ thì không được nhận lễ nghi, giờ ra hạ rồi không được lễ nghi, không có quyền, chỉ có người nào nhập hạ đầu thì mới được mà thôi. Đó, trong luật ghi rõ ràng. Còn cái nói cái hội chúng nào có thì có thể có, nhưng mà chỉ có trong thời gian một hạ hai hạ vậy thôi, sau này là không có thấy đề cập tới trong đấy thì chúng tôi cũng không rõ. Gặp cái gì đó là hỏi cho nó kỹ là nó rõ hơn ha. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Nhật Quỳnh thấy Nguyên Như với Nguyên Trang vào đạo tràng, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Biết mà vào đạo tràng là có câu hỏi mà đưa bằng tay rồi, mời Nguyên Như nha. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Khai dạ. Dạ Nguyên Như con xin đảnh lễ ngài Lữ Tông và con xin chào tăng lễ đạo tràng. Dạ bạch ngài, có một cái câu hỏi mà bạn con nhờ con hỏi là hôm bữa tụi con có học với nhau thì học về cái chữ tác dục đó bạch ngài. Thì cái chữ tác dục đó là Nguyên Như được học theo thầy kinh á, là chỉ có trong cái hoạt động hành động của vị A La Hán thôi, nhưng mà anh bạn lại nói là cái này có một cái phần nhỏ nữa là tác dục của phàm phu nữa, một cái trường hợp rất là đặc biệt. Như vậy thì con hỏi thầy kinh nó không có chuyện đó, nhưng mà con cũng xin thầy kinh là hỏi với ngài coi cái ý của ngài sao về cái này. Tự vì anh đó nói là có vài vị sư có dạy ảnh đàng hoàng về tác dục của phàm phu. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tâm sở dục thì nó có tất cả mọi người chứ không có riêng gì bậc thánh hay là bậc không thánh. Cái tâm sở thì mình dịch dục là sợ người ta hiểu lầm, nên người ta dịch là tác dục. Dịch là tác dục. Chứ thực sự cái tâm sở dục là chánh đá. Thì cái chánh đá đó người ta sợ là nó liên hệ với chữ tình hả, thành ra người ta mới dịch là tác dục. Còn cái kia là cái kia là cao mát chẳng thá, tức là dục lạc đấy. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó là cái tâm sở đó là nó có trong tất cả các loại tâm, nhưng phải không, ngay cả bậc thánh là gì cũng có hết đó. Thường thường người ta chia ra là cái của bậc thánh, mà thánh A La Hán là khác, cái đó là không phải. Cái tâm sở đó là mình dịch tác dụng là tại vì nó để nó làm cái công việc của nó khi mà nó phát sinh trong các cái điều kiện đó mà thôi, thành ra ta mới gọi là tác dục. Nhưng mà khi mà nó đi với những cái tâm sở khác, người ta có thể ta hiểu lầm được, chứ phạm nhân vẫn có tâm sở đó chứ sao không có. Phạm nhân vẫn có tâm sở đó như thường ha. Cái tâm sở đó là chánh đá, để coi chánh đá nó thuộc là 6 tâm sở biệt cảnh thì phải. Cái nghĩa nó thì nó cũng giống như là cái nghĩa mà nó tương tự giống như cái nghĩa mà chỉ dục là tanh hải đó. Nhưng mà cái chỉ dục này đó là khát khao ở đối tượng, thì ai cũng có khả năng khát khao ở đối tượng đó. Nhưng mà sở dĩ mà người ta dịch riêng là tại vì tâm sở nó phát sanh ở cái bậc A-la-hán đó, thì nó không có sự khát khao ở đối tượng, mà chỉ có sự nhận biết rõ ràng về với đối tượng đó mà thôi. Nên người ta mới chia ra để như vậy để cho mình hiểu rõ vậy thôi, chứ làm sao mà nó đi chung với các tâm mà làm sao mà người phàm nhân không có được. Có những cái tâm mà phàm nhân nó không có là nó phải nằm ở một số cái tâm di tác. Nên nhớ cái phàm nhân của mình đó, thì cũng có tâm di tác, chỉ có hỏi thôi nha. Thành ra tâm thể dục nó cũng có hai loại, tâm thể chánh đá đó. Thứ nhất là ca má chánh đá, thường mình dịch là tham dục, thì cái sự khao khát ở ngũ trần. Còn cái thứ hai nữa đó, cái dục mà ở châu khác nè, họ dịch là cạch tụ cầm má giá ta chảnh thá. Cạch tụ cầm má giá là chỉ có sự ước ao muốn làm mà thôi. Đó,
chứ nó không có liên hệ gì tới sự khao khát ở ngũ uẩn ngũ trần đó, không có sự khao khát đó. Nhưng mà thường thường ca má chảnh đá đó, tức là cái chảnh đá rồi mà thường mà cái tâm sở dục đó mà nó phát sinh ở những cái tâm mà có tâm sở tham á, thì cái người ta mới gọi cái đó là sự khát khao ở ngũ trần, mà thì chỉ có phạm nhân chứ không có bậc thường thường bậc tâm quả trở lên thì không có, bậc tâm quả thì không có, bậc tâm quả chỉ có cạch tu ca má thế ta chảnh đá mà thôi, tức là sự ao ước muốn làm cái việc gì đó mà thôi ha. Chứ còn nếu mà cái chảnh đá mà không phát sinh ở người mình đâu có được, mình muốn làm cái gì phải dựa vào đó, nghĩa là mình làm với cái điều kiện của thiện pháp thì mình phải có cái tâm sở đó luôn chứ, phải không? Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ bạch ngài, con kính tri ân ngài dạ. Dạ con xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú thật thú, chúng con hành kinh hành lễ tri ân ngài. Cảm ơn câu hỏi của Nguyên Như. Dạ vừa rồi con học kia diệu pháp có một câu mà con học tới học đuôi giải thích con cũng không hiểu, con ngu quá luôn. Nhưng mà thôi con không hỏi ngài. Để lúc nào thì con hỏi lại thầy kinh nữa một lần nữa. Mà nếu mà con không hiểu được chắc con phải nhờ ngài giải thích cho con hiểu. Dạ Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Đồng hồ Nhật Quỳnh còn có mấy phút nữa thôi. Nguyên Trang cứu bồ đi, vô hỏi một câu đi Nguyên Trang. Chạy vô đạo tràng rồi hỏi một câu đi Nguyên Trang. Cứu Nhật Quỳnh đi. Nguyên Trang đâu rồi? Alo alo. Rồi không thấy nhúc nhích. Rồi mời Nguyên nha. Đắc mô bút thả giá. Vậy ạ, chị con không có thôi, con bao con chót luôn bạch ngài. Là trong cái 73 loại trí mà mình được học đó bạch ngài, thì có 67 loại trí đó là con học là từ phàm phu tới thanh văn, là có nghĩa là từ cho tới cái bậc thánh thứ ba luôn phải không bạch ngài, hay là cho tới bậc A-la-hán luôn. Còn 6 cái loại cuối cùng thì chỉ có Đức Phật Thích Ca thôi. Con hơi thắc mắc cái chỗ đó là thanh văn, là ý nói là từ A-la-hán trở xuống là 4 bậc hay là chỉ có 3 bậc. Rồi cái cuối cùng là chánh đẳng chánh giác và bậc A-la-hán bạch ngài. Dạ con xin nhân bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thà giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chỉ có Đức Phật mới có đủ 70 mấy loại đó thôi, còn người phạm nhân không có. Trừ những cái trí tuệ thuộc là đặc biệt, thường thường là gọi là đấng thập lực đó, có 10 cái loại trí tuệ đặc biệt kia đó, thì chỉ có một số loại là phát sanh là bậc thánh tứ thánh quả đó. Nghĩa là nói trắng ra đồng ngoại trừ mấy cái mà của chỉ phát sanh ở Đức thôi đó, còn tất cả còn lại là phát sanh cho phàm nhân và cả bậc bốn bậc thánh luôn, chứ không phải là ấy. Bởi vì bốn bậc thánh, nhưng mà bậc ngay ở bậc tứ thánh quả là bậc tứ vô ngày giải, là bậc giỏi cỡ như ngày Sở Đi Bồ Tát đó, thì cũng có một số cái điều kiện không thể bằng Đức Phật được đó. Thành ra có những cái loại trí tuệ đó thì không có ấy. Thí dụ như cái trí tuệ mà biết được cái chúng sanh, mà cái căn nguyên chúng sanh, thế là gọi là Indriya đi giáo Bà Liên Gia đó ha. Thì biết căn nguyên thì làm sao ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát biết được, thì cái đó chỉ có Đức Phật mới biết thôi. Thì những loại đó mới là không có thể phát sanh ở mấy đây, nhưng mà đa số thì nghĩa là tới bậc tứ thánh quả đều không có những cái loại của Đức Phật thôi, còn ngoài ra có hết. Phạm nhân mình thì không được bao nhiêu đó, phạm nhân mình nhiều lắm là không biết được 10, 15 hay không nữa ha, trong 70 mấy loại đó. Bởi vì vô trong bà tỳ sổng phi tha mắc khá đó có liệt kê nằm mấy loại đó, và mỗi loại cái định nghĩa nó như thế nào thì quý vị biết mình có được bao nhiêu loại. Bà tỳ sổng phi tha mắc khá thì nói là cái hình như là có cái vị Việt Nam này, hình như là anh Nguyễn Nhân Ngân đó, có dịch bà tỳ sổng phi tha mắc khá là tứ vô ngày giải gì không, thành ra vô đó coi thì cho nó chắc hơn ăn. Nhưng mà
kể cả bậc tứ thánh luôn, nghĩa là bởi vì thinh văn đó, thinh văn tức tứ thánh quả vẫn là thinh văn như thường, chứ làm sao mà chỉ có tam quả mới là bậc thánh được. Bậc thánh thinh văn, tứ thánh quả nghĩa là thinh văn như thường. Còn bậc thánh, bởi vì bậc a la hán nó có ba hạng, thứ nhất là a la hán toàn giác, thứ hai a la hán độc giác, thứ ba a la hán thinh văn. Thì a la hán thinh văn đó không có một số cái loại trí tuệ của Đức Phật toàn giác mà thôi, còn ngoài ra cũng có như vậy đó, nhưng mà dầu rằng có một số cái của Đức Phật có đi nữa thì cái giới hạn của cái loại trí tuệ đó rất là có giới hạn, cho nên không thể biết bằng khả năng như Đức Phật được. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị, cần xin làm người nữ trong đạo tràng tất cả phước báo phát sinh do sự tính pháp trong ngày hôm pháp tội trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các cận sinh nam người sinh nữ trong đạo tràng này có khả năng để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Thầm Mai Gia, Nam mô Sang Khai Gia, Phật Quá Tu Sắp Bà Măng Khả Lăng Ra Khánh Tu Sắp Bà Đề Quá Ta Sắp Bà Bụt Thà Nú Phà Vê Na Sà Đà Sò Thí Phá Văn Tù Tê Phật Quá Tu Sắp Bà Măng Khả Lăng Ra Khánh Tu Sắp Bà Đề Quá Ta Sắp Bà Thầm Mà Nú Phà Vê Na Sà Đà Sò Thí Phá Văn Tù Tê Phật Quá Tu Sắp Bà Măng Khả Lăng Ra Khánh Tu Sắp Bà Đề Quá Ta Sắp Bà Sang Khà Nú Phà Vê Na Sà Đà Sò Thí Phá Văn Tù Tê. Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Thầm Mà Gia, Nam mô Sang Khà Gia, Nam mô Rất Tịnh Nắp Tây Giá Xa. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi của chúng con để chúng con tiến gần đến gần những lời của Đức Thế Tôn dạy, chúng con xa được những nghiệp ác. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, tuần nào cũng cố gắng vào đạo tràng giải đáp cho chúng con. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Gia, chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý Ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý nhất là Ngài Liễu Tâm. Cầu mong phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống tầm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam Mô Bụt Thà Gia, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối và hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Uột tà măng ghê nà quạnh đê hăng ba đà phạm xâm và ruột tà măng buột thệ vô khá lý tổ đô sâu buột thô khả mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tà măng ghê nà quạnh đê hăng thẩm manh cha được vị thân và răng thẩm mê vô khá đi tô đô sô thẩm mô khả mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà quạnh đê hăng sang thanh cha được vị thốt tà măng sẵn khê vô khá ô đô sô sẵn khô khả mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê và ma nu su mu chi tăng bu thang ra ma sa na su wa thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê và ma nu su mu chi tham mang na ma sa na